chương 596, 1, 2, 3. Bác dịch lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon trong phòng, ôm vai, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn đường khả hình. Đường khả hình đỏ mặt ngây ngô đứng ở một bên, như học sinh tiểu học làm việc gì sai. Trang hạo nhiên chỉ đành phải đứng ở bên cạnh cô, đôi tay cắm túi quần, nhắc mí mắt, cười như không cười liếc về phía bác dịch. Tôi nói, chấm ngoặc kép, bác dịch nén nổi giận trong bụng, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh và trang hạo nhiên, đè nén tức giận nói, rốt cuộc là quấn quyết si mê đến cỡ nào, mới lén lén lút lút ở chung một chỗ như vậy. Ngay cả ban công sân thượng cũng trèo qua. Mặt của đường khả hinh càng đỏ lên. Trang hạo nhiên lại không nhịn được cười. Bác dịch tức giận nhìn anh một cái, mới lạnh lùng nói, cậu còn không biết xấu hổ. Tối hôm qua sách giỏ hái rau mang cho thân thể ra chơi đùa như vậy, để người khác lén lén lút lút chạy ra ngoài, nhưng tôi rất buồn bực cô làm sao ra ngoài được tôi rõ ràng đã khóa cửa trong ngoài rồi đôi mắt đường khả hình mở to có chút gấp gáp nhưng lại không dám nói nói bác dịch lạnh lùng nói tôi tôi lấy chìa khóa đi ra ngoài chấm ngoặc kép đường khả hình có chút hoảng sợ nói audio điện tử võ tấn bền bác dịch cau mày nhìn cô một cái ngạc nhiên nói cô làm sao biết tôi để chìa khóa ở đâu đường khả hình cũng có chút nghi ngờ nhưng vẫn thẳng thắn cúi đầu lầu bầu nói không biết giống như đi tới đi lui nhìn thấy cái hộp tủ kia chấm ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên chợt lóe nhớ tới cái chìa khóa này để trong tủ nhỏ là mình đưa cho bác dịch anh không nhịn được cúi đầu mỉm cười cô cô cứ như vậy đi tới hộp tủ hả bác dịch nén giận trong bụng nhìn đường khả hình thở dốc nói tôi xem cô đã sớm có dự mưu nói với cô rồi trong lúc châm cứu không thể đụng vào nước lạnh. Nếu như bị cảm lạnh, cô sẽ làm sao? Cô ngã bệnh là chuyện nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng tôi phán đoán khứu giác của cô. Bị cảm lạnh, đối với khứu giác chính là ảnh hưởng lớn nhất. Đầu óc của cô vốn đã không dùng được. Tôi gõ cửa ở bên ngoài phòng, tên chán ghét này cũng hỏi là ai, cô còn bảo cậu ta trèo tường. Chấm than ngoặc kép. Lúc này trong đầu đường khả hình chợt lạnh, nhớ tới hành động của mình lúc này, mặt đỏ lên, thật sự là ngu ngốc mà. Cô cúi đầu, muốn khóc. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cúi đầu, buồn cười. Bác dịch lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói cậu đừng cười. Cậu vốn là một người rất chín chắn chứng chạc, tại sao lại đầu óc lại không phát triển như vậy? Cô ấy bị cảm, lại hao tốn của tôi bao nhiêu thời gian? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bác dịch lập tức cười nói, anh đừng nóng giận, nhiều lắm thì chúng tôi ở lại chỗ này mấy ngày, phụ giúp anh một chút. Trên thế giới này, cũng chỉ có cậu mới có thể cảm thấy mình được hoan nghênh, vô lại ở trong nhà người khác không chịu đi. Bác dịch tức giận nhìn anh. Trang hạo nhiên nghe vậy, lập tức nở nụ cười nói, được rồi, không nên như vậy, chúng tôi sai rồi. Nhìn thấy cậu đã buồn nôn, bác dịch lại nhìn đường khả hình, gọi cô, chấm than ngoặc kép. À, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bác dịch, sững sờ hỏi, anh có gì căn dặn. Từ nơi này đến chạm xe khoảng một cây em, chạy bộ qua, cho đến khi suốt mồ hôi mới thôi, sau đó ngồi xe buýt tuyến số 1 đến thị trấn nhỏ, mua cho tôi hai bao rau mầm xà lách rồi trở lại. Bác dịch lạnh lùng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Rau mầm xà lách, không phải anh chỉ ăn rau dại sao? Đường khả Hinh như kẻ ngốc, lại còn không biết xấu hổ hỏi vấn đề này. Quả nhiên, bác dịch lạnh lùng quay đầu nhìn cô, lại nén lửa giận nói, tối hôm qua, chỉ vì cô muốn ăn ngon, người đàn ông trèo từ ban công phòng của cô đã hái tất cả rau dại của tôi còn nhổ tận dễ rồi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lại đỏ lên. Bản thân Trang Hạo Nhiên cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu, lại cười phốc một tiếng. Còn không biết xấu hổ cười, bác dịch diễu cợt xong, liền xoay người đi ra ngoài, để lại một câu nói, cô tốt nhất đừng lười biếng cho tôi, rốt cuộc cô có chạy bộ hay không, có suốt mồ hôi hay không, tôi biết rõ mặt của đường khả hình càng đỏ, cúi đầu, mất mặt lầu bầu nói, vâng. Chấm ngoặc kép, cửa, phịch một tiếng đóng lại. Đều tại anh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức xoay người, đôi tay vỗ mạnh vào lồng ngực trang hạo nhiên, giọng chân kêu, tối hôm qua tại sao anh nhổ hết sau dại hả? Không phải em muốn ăn sao? Trang hạo nhiên cười muốn né tránh cô. Ghét, anh hái hết, sau này em sẽ không có ăn. Đường khả hình một tay đẩy anh ra, Cả người rất tức giận đi ra ngoài, đi theo bác dịch muốn cầu tình, có thể đạp xe đạp hay không? Một cây em nha, một cây em. Tiếng kêu nức nức nở nở từ dưới lầu truyền đến. Trang Hạo Nhiên lại tựa vào cạnh cửa, nhớ tới lúc này ôm thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, bộ dáng cô đỏ bừng mặt và mềm nhũn, trái tim không nhịn được đập thình thịch, một loại cảm giác ngọt ngào thậm chí hạnh phúc tràn đầy trong trái tim, anh không khỏi cúi đầu, có một chút vui vẻ và cười xấu hổ. Cửa chính vườn nho. Bác dịch lạnh lùng đi cùng năm con chó sói lớn, đứng ở cửa chính, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đồng 20 đồng mua rau mầm xà lách trong tay, rất hủy khuất đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ là 9 giờ sáng, 2 giờ chiều trở lại cho tôi, bác dịch nói xong, liền mang theo năm con chó xoay người đi khỏi, vịch một tiếng, cánh cửa sắt tự động đóng chặt. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, thật đáng thương cách xong rào chắn nhìn bóng dáng to lớn cao ngạo của bác dịch kiên quyết đi phía trước cô thở dài chỉ đành phải xoay người cam chịu nhìn con đường lúc đến quanh co uốn lượn mênh mông cô muốn khóc nhưng chỉ đành phải cất bước đi nhanh tới phía trước ngày hôm qua mưa to ào ào chút xuống hôm nay mặt trời cũng chiếu ánh sáng rực rỡ mặc dù là đầu xuân nhưng bởi vì đến gần ngày hè cho nên hơi nóng thân thể đường khả hinh vốn hơi yếu chạy chậm mấy phút lại chạy dọc theo con đường bác dịch chỉ định quẹo cua chạy tới con đường nhỏ nông thôn cũng đã thở hổn hển, cả người suốt mồ hôi, cô vừa lau mồ hôi, trong miệng vừa thở phì phò kêu, trang hạo nhiên đáng chết. Nếu không phải anh nhổ hết rau dại, em mới không cần chạy bộ. Nói xong, cô lại thở hổn hển chạy tới một con đường nhỏ nông thôn rộng rãi thoáng mát, hai bên đều là ruộng lúa chạy đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chiếc xe buýt rất cố chạy ở phía trước. Mệt chết đi được, đường khả hình vừa chạy bước nhỏ, chạy về phía trước, nghĩ tới chạm xe bát khẳng định còn không xa. Sau lưng một tiếng chuông xe đạp truyền đến. Trang hạo nhiên cưỡi xe đạp, hai ống tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay to lớn, cùng đồng hồ bạch kim dây đen, rất đẹp trai hấp dẫn chạy tới bên này, nở nụ cười nói, vị tiểu thư phía trước, thấy cô chạy rất khổ cực, có muốn chở cô một đoạn đường hay không? Đường khả hình vừa chạy phía trước, vừa quay đầu thấy Trang hạo nhiên cưỡi xe đạp chạy tới, cười thật vui vẻ đến cỡ nào, sắc mặt của cô lập tức tối sầm lại, tức giận nói anh còn không biết xấu hổ chạy tới. Ra ngoài vận động một chút mà, Trang Hạo Nhiên vừa cởi xe đạp theo bước chân cô, vừa cười hỏi có muốn ngồi lên hay không. Không muốn, đường khả hình không để ý tới anh, tăng tốc chạy về phía trước. Đi lên đi, anh chờ em một đoạn. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cẩn thận cởi xe, chú ý một cái hố trước mặt, vượt qua. Không muốn. Đường khả hình cảm giác mình chạy đến mệt lả, đầu đầy mồ hôi, cô vừa nuốt nước miếng, vừa tiếp tục chạy về phía trước. Nghe lời đi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cưới xe đến phía trước cô một chút xíu, dừng lại, vươn tay ngoắc cô. Đường khả hình xài bước chạy qua bên cạnh anh, sau đó kiêu ngạo chạy về phía trước. Trang Hạo Nhiên đỡ xe, dừng ở tại chỗ, nhìn bộ dáng cô hờn dỗi chạy về phía trước, đột nhiên mỉm cười, lập tức dựng xe đạp, chạy tới phía trước mấy bước, nắm nhẹ cổ tay của cô, gọi nhỏ, khả hình. Chấm ngoặc kép, buông tay đường khả hình lại muốn kéo tay của anh xuống chạy tới phía trước trang hạo nhiên lại cười kéo cả người cô trở lại nói được rồi lên xe một cây em nha bác dịch không biết thể chất của em xuất mồ hôi như vậy đủ rồi không cần đường khả hình lại muốn đẩy anh ra nghe lời chấm ngoặc kép trang hạo nhiên dịu dàng nói xong liền bế ngang cả người cô đi tới xe đạp lúc này đường khả hình cũng đã mệt mỏi không chịu nổi thở hồn hền đầu đầy mồ hôi ôm cổ của anh, nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô một cái, nói em nhìn anh như vậy, hôn em đấy. Đường khả Hinh lập tức quay đầu đi. Ánh mặt trời trang hạo nhiên nở nụ cười, ôm thân thể mềm mại của cô, đi tới trước xe đạp, mình cưỡi lên trước, liền thả cô ở đòn ngang phía trước, ôm vào trong ngực, mới nói đi, nhóc. Đường khả Hinh không lên tiếng, chỉ tựa vào trong ngực của anh, nắm áo sơ mi trắng của anh ao mồ hôi. Trang Hạo Nhiên cười to vì động tác này của cô, nhưng vẫn đạp bàn đạp, liền cưỡi xe đạp chạy tới phía trước. Đạp hết sức, đường khả hình nhớ tới sáng nay, hai chân Trang Hạo Nhiên chạm đất ở ban công đối diện, bác dịch như tượng Phật giáng xuống, trong lòng cô có chút sợ hãi nói, chẳng may, đến chạm xe, anh ấy đã ở nơi đó chờ chúng ta thì sao? Không biết, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cưỡi xe đạp, lại rẽ con đường nhỏ, cưỡi vào một con đường nhỏ nông thôn khác. Tại sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tối hôm qua anh ấy giữ vườn nho cả buổi tối. Trang Hạo Nhiên chăm chú cưới xe, nói. À, giữ một buổi tối, tại sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì tối hôm qua mưa quá lớn, anh ấy sợ vườn nho có chuyện gì, liền giữ một buổi tối, mỗi lần đến mùa hè, anh ấy đều như vậy. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói. Trời à, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh sợ hãi thán phục tinh thần kiên trì của bác dịch, sâu kín nói anh ấy thật sự là một người rất mạnh mẽ đúng vậy trang hạo nhiên cưỡi xe đạp chạy nhanh một đoạn thời gian Rốt cuộc đến một trạm xe buýt nho nhỏ ở gần cửa thôn anh dừng xe đạp đỡ đường khả hinh xuống xe trước mới nhắc cổ tay liếc mắt nhìn thời gian nói xe sắp tới đường khả hinh đứng ở một bên nghe lời này liền lầu bầu nói biết rồi anh mau trở về đi không cần đi theo em anh không có đi với em nếu như bị bác dịch phát hiện anh đưa em đi anh sẽ bị chó ăn hết. Trang hạo nhiên nhìn cô, cười nói. Đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái, trong lòng không khỏi run lên, chỉ đành phải nói, anh muốn đi, em cũng sẽ không để cho anh đi, mau trở về đi. Chúng ta tới chạm xe rồi, đi tiếp. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc huyết màu trắng cũng đã rất cố kỹ, lái tới bên này, khắp sườn xe bám đất màu vàng, anh lập tức cười nói, xe tới rồi. Cẩn thận chút, biết rồi đường khả hinh không để ý tới anh xoay người cũng đã thấy xe buýt dừng ở trước mặt của mình cô cũng không đầy đi lên xe buýt nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau xe ngồi xuống vốn không muốn nhìn bên ngoài nhưng vẫn không nhịn được quay đầu thấy trang hạo nhiên đang mỉm cười vịn vào xe đạp rất nép trai nhìn mình cô liền nói với anh anh mau trở về đi ánh mặt trời đang rất gắt ừ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cười gật đầu một cái đường khả hinh liền không tiếp tục nhìn anh mà quay mặt đi nhìn phong cảnh phía trước. Cả buồng xe chỉ có một người. Đường khả Hinh cúi đầu, vuốt vuốt 20 đồng của mình. Tài xế thấy không có người đi lên nữa, qua 1, 2, 3 giây, liền vô số, đạp chân ga, cho xe buýt chạy tới phía trước. Một bóng dáng màu trắng, lập tức ngồi ở bên cạnh cô gái. Đường khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở bên cạnh mình, mỉm cười nhìn tới phía trước, khuôn mặt kiên nghị lộ ra mấy phần hơi thở tôn quý, áo sơ mi màu trắng, lộ ra tao nhã và lịch sự, bả vai rất rộng rãi. chương 597, trói buộc. Anh, không phải anh nói, không tới sao, đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Trang hạo nhiên quay mặt sang, nhìn đường khả hình, đột nhiên mỉm cười, nói anh làm sao có thể để lạc mất em nửa đường. Đường khả hình chăm chú nhìn anh. Nhìn anh như vậy, rất tuấn tú chứ. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười vươn tay, kéo bả vai của cô. Đi, đường khả hình lập tức đẩy anh ra. Xe này quá lắc, Trang Hạo Nhiên lại muốn kéo cô. Anh tránh ra, đường khả hình đẩy anh ra, quay mặt đi nhìn ruộng lúa mênh mông bát ngát phía ngoài cửa sổ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ mặt của cô. Đường khả hình lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức quay mặt đi, nhìn tới trước, Xe buýt lại dừng lại, có ba cô gái trẻ tuổi, ăn mặc còn hợp thời đi lên xe, thấy Trang Hạo Nhiên lập tức đỏ mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng bọn họ, không nhịn được mỉm cười. Trang Hạo Nhiên còn đang nhìn nửa gương mặt Đường Khả Hinh, không khỏi nhớ tới lần đó hôn bên trong buồng xe ở dưới chân núi, liền vươn tay ôm nhẹ cô vào trong ngực. "Tránh ra." Đường Khả Hinh có chút lúng túng đẩy nhẹ anh ra. Ba cô gái vừa nhìn Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía chỗ ngồi một vị trí trước mặt của bọn họ, ba người chen vào hai vị trí, cũng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên không thả. Nhìn mặt của em một chút, có phải bị côn trùng cắn hay không? Có hơi đỏ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đột nhiên vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, có chút gấp gáp đưa mặt tới gần nói. Có sao, đường khả hình cũng đưa tay trái ra, vuốt nhẹ má trái, ngón tay ngọc thon dài nhẹ di động khuôn mặt trang hạo nhiên nhìn cô bất cứ lúc nào cũng dịu dàng mà làm cho người ta tan chảy không nhịn được nghiêng trước mặt hôn nhẹ má trái của cô vang ra tiếng ướt át mới ngẩng mặt cười nói tốt lắm chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức như bị khi dễ vuốt mặt cắn chặt môi dưới lại đưa tay vỗ bờ vai của anh nói ghét chiếm tiện nghi người ta trang hạo nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của cô thả vào bên môi hôn lại muốn vươn tay ôm cô không nên như vậy có người nhìn đấy, đường khả hình ngẩng đầu liếc trước mặt một cái, trang hạo nhiên sừng sốt ngẩng đầu thấy ba cô gái phía trước, hay thỉnh thoảng quay đầu liếc về phía mình, một cô gái trong đó vóc người hơi mập, mặt tròn trịa, trong tay cầm khoai tây chiên, mắt ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt cũng muốn bốc lên hồng hoa to rồi, anh nhìn cô gái ở giữa, nhìn không được bật cười, cố ý nhìn cô đá lông nheo một cái, a, à, cô gái mập lập tức té ở bên cạnh bản thân, muốn ngất đi, phốc đường khả hinh không nhịn được cúi đầu mỉm cười trang hạo nhiên nở nụ cười vươn tay ôm nhẹ hông của đường khả hinh mới cúi đầu khe khẽ cương chiều hỏi em khát không đường khả hinh hơi ngẩng đầu lên ở khoảng cách thật gần nhìn anh gật đầu một cái nói khát nhưng lên xe có cái gì uống hai mắt trang hạo nhiên lộ ra một chút mập mờ và dịu dàng thân thể lại bị một dòng nước ấm kích thích đột nhiên cúi xuống nói một câu anh có biện pháp anh nói xong cũng đã hôn lên môi mềm của Đường Khả Hinh, chỉ cần đụng phải môi mềm của cô, trái tim của anh sẽ kích động sôi trào, giống như cưỡi mây đạp gió, thật dịu dàng, rất hưởng thụ mút làn môi của cô, đôi tay đã bá đạo, cuồng nhiệt nắm hông của cô, giống như cô là của mình. Ưm h, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại đỏ mặt tim đập nhanh, đôi tay chống nhẹ trước lồng ngực kiên cố của anh, muốn tránh nụ hôn của anh, bất đắc dĩ anh hẳn là người rất bá đạo, bất đắc dĩ xông đầu lưỡi vào quấn đầu lưỡi của mình, mút lấy lộ ra mập mờ và mê người, theo bản năng cô muốn từ chối, lại không nhịn được ngửa mặt, không còn biện pháp đón nhận nụ hôn của anh. Ba cô gái trước mặt trừng trừng nhìn trai đẹp vẫn ở trước mọi người làm cho người ta mặt hồng tim đập, lập tức mềm nhũn, cô la, cánh, cọng khoai tây trong tay tất cả đều rớt xuống. Không nên như vậy, ở trên xe đấy, chấm ngoặc kép. Trái tim đường khả hình gần như muốn nhảy ra ngoài, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhắc nhở người ta đang nhìn thật sự trong mắt của anh chỉ có em. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nỉ non nói xong, lại hôn lên môi ngọt đường khả hình, cùng đầu lưới của cô, nhẹ nhàng dây dưa, thậm chí ra lệnh nhóc, chủ động một chút. Anh yêu em, chấm ngoặc kép, trái tim đường khả hình nhảy lên, hai mắt chợt lộ ra mê ly, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông này, không nhịn được thuận theo yêu cầu của anh, nhẹ lượn quanh đầu lưới của mình, cùng đầu lưới anh nhẹ quấn lấy nhau, không nhịn được vươn tay ôm cổ của anh, lại nhẹ nhàng hôn đầu lưới của anh. trong lòng trang hạo nhiên kích động đến nói không ra lời, vừa hôn vừa ngọt ngào mỉm cười, đè nhẹ cô tại chỗ, vừa hôn lên môi của cô, vừa cảm thán nói, làm thế nào? anh thật sự rất thích, rất yêu em. cuộc đời kết thúc quá nhanh, cả đời khẳng định không đủ. trong lòng của đường khả hình giống như bị bọt nước vây quanh, không có cách nào với người đàn ông trước mặt, mặc dù lo sợ, muốn từ chối, lại không biết vì sao lời của anh, nụ hôn của anh, luôn chọc thẳng vào lòng người, làm cho thế giới của mình, dần dần mới mẻ sôi trào. Xe buýt vượt bùn đất bụi đường, chạy tới con đường nông thôn nhỏ. Trên xe, người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, cùng với cô nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hôn nhẹ ở trên mặt của cô, nói một câu ngọt ngào. Cô không nhịn được cười khẽ. Anh càng ôm chặt hông của cô, cúi xuống cắn nhẹ vành tai, nói, hay là chúng ta chạy trốn đi chấm ngoặc kép, đi đâu, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây ngốc hỏi. Chân trời góc biển, chấm ngoặc kép, một câu nói, bay thật xa, thật xa. Nơi xa, một con bươm bướm xanh, phe phẩy đôi cánh, đi theo xe buýt, dịu dàng bay tới phía trước. Vườn nho cách thị trấn nhỏ hơn 20 cây số, không ngờ xa hơn trong dự liệu của đường khả hình, cô vốn cho rằng một thị trấn nông thôn nhỏ nên trận cô kỹ lạc hậu, nhưng không ngờ thị trấn nhỏ này rất nhộn nhịp, người đông đúc, thật náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có người bán rượu đỏ, hoặc là cửa hàng 24 giờ, còn vang ra tiếng hát ngọt ngào, quán ăn phía trước bay ra mùi bánh ngọt. Trời ạ, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình đi tới dưới một tàng cây tương tư trên đường ngô đồng, nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp, cô không nhịn được cười nói, nơi này. Thật náo nhiệt nha, chấm ngoặc kép, buổi tối thỉnh thoảng còn có liên hoan rượu đỏ, có đôi khi anh và bác dịch sẽ ra đây uống một ly rượu trái cây chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới bên cạnh cô, cười nói rượu trái cây Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh có chút kinh ngạc nói sơn náp ừ Trang Hạo Nhiên cười nói không ngờ nơi này cũng có sơn náp Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi ở Pháp sơn náp được gọi là sinh mệnh chi thủy độ cồn gần 50 độ lượng đường trong trái cây nấu sôi nhiệt độ cao chuyển hóa thành rượu cồn thông thường điều chế ra sinh mệnh chi thủy gồm các loại trái cây như anh đào, mâm xôi, lê, còn có đào. Dịch rượu có mùi thơm trái cây mãnh liệt, nếm thử, mặc dù nồng độ mạnh cũng không cay, nhưng tràn ngập mùi hương trái cây nồng đậm. Sơn này ở Pháp bị quản lý chặt chẽ, số lượng có hạn, thợ nấu rượu phải báo cáo cho chính phủ, nếu như muốn trưng cất tiếp, thì phải có văn bản đề xuất, yêu cầu phù hợp mới có thể thực hiện. Bình thường, đàn ông thích uống nó sau khi ăn xong, Phụ nữ chỉ thích dùng như ăn kẹo, có thể làm cho người ta lâng lâng, tràn ngập ở giữa cánh đồng hoa hồng, vô cùng vui vẻ. Không thể nào đâu, Đường Khả Hinh vẫn là chưa tin, rồi lại có chút mong đợi cười nói, nếu quả thật gặp phải, em cũng muốn uống. Không được, Trang Hạo Nhiên cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức dừng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thất vọng hỏi, tại sao? Anh có thể uống, em không thể uống. Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn cô khẽ mỉm cười, nói, đứa ngốc. Em không thể uống, anh cũng không thể uống. Tại sao? Đường khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Gần 50 độ nha. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, không nhịn được cười nói, nếu mất khống chế một lần, sẽ phiền toái. Đường khả Hinh hơi sửng sốt nhìn người trước mặt, dáng vẻ anh vẫn có chút cẩn thận, trong lòng không khỏi ấm áp, cúi đầu cười. Ngoặc kép chấm, anh đi với em một chút, trang hạo nhiên đột nhiên nhìn cô, vươn tay, sâu kín nói tới đây. Chấm ngoặc kép chấm. Đường khả hình nhìn tay Trang Hạo Nhiên ngừng trên không chung, hiểu ý của anh, do so dự một lát. Nhóc, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không có cho cô cơ hội do dự, chỉ rất mập mờ và dịu dàng gọi cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh nóng bỏng và mong đợi, giống như bị dính ma chú, bước chân không nhịn được cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại, đặt vào trong bàn tay thon dài hấp dẫn trong lòng trang hạo nhiên ấm áp, lập tức nắm bàn tay nhỏ bé, thậm chí mười ngón tay nắm chặt nhau, kéo cô đi về phía trước. Đường khả hình cũng cảm giác loại tình cảm này, có chút lo lắng, nhưng bị dẫn dắt, bị bao vây, được che chở, được thương yêu, để cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong gió, cúi đầu không khỏi nhìn tay của anh, hơi trắng nón, đồng hồ bạch kim dây màu đen dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng. Cô đột nhiên có chút không nhịn được cười nói, anh đeo đồng hồ rất đẹp, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên quay mặt sang, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn cô. Đường khả hình có chút không hiểu nhìn anh. Lúc nào tặng cho anh một đồng hồ, Trang hạo nhiên nhớ tới hôm sinh nhật của Tô Thụy Kỳ. Đường khả hình cũng nhớ tới, lại không nhịn được cười nói anh muốn đồng hồ làm gì. Trang hạo nhiên đột nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, cười nói, nhắc nhở anh mọi lúc mọi nơi nắm em thật chặt, không để cho em chạy mất. Chấm ngoặc kép. Anh nói xong, chợt nhẹ nhàng nhẹ hôn lên môi của cô, hưởng thụ ngọt ngào, lại cười nói anh cam tâm bị trói buộc. Chấm ngoặc kép. Những người đang yêu ơi, các người có nghe thấy không? Người đàn ông này nói hai câu đã thể hiện được tình yêu bằng cách khác. chương 598, nhật ký một ngày. Trên đường cái, thật sự rất náo nhiệt. Hôm nay chủ nhật, cho nên mới có rất nhiều người đến, một vài quán ăn nhỏ còn chơi nhạc của Michael Jackson một tiệm trang phục nho nhỏ. Trang hạo nhiên hết sức tao nhã ngồi ở trên ghế salon trước gương to, hơi mở rộng chân dài người mẫu của mình, ngồi xuống bắt chéo chân, cùi trò tựa vào thành ghế salon, ngón tay chống cằm, mặt lộ ra nụ cười nhìn cánh cửa kia. Bên cạnh, bà chủ tiệm vừa liếc trang hạo nhiên, vừa đưa tiền cho người ta, ngây ngốc nói, đây là 180 đồng, cảm ơn. Người khách nữ kia sửng sốt nhìn bà chủ, mình chọn cái quần này, 180 đồng, mình đưa bà 200 đồng, sau đó bà thối lại cho mình 198 đồng. Thật sự không nhịn được nhìn bà chủ, tò mò cười nói, "Bà chủ." "À, bà chủ kể từ lúc Trang Hạo Nhiên dắt đường Khả Hinh đi vào, bà vẫn ở trạng thái thiếu dưỡng khí." "Bà thối lại cho tôi 180 đồng, tôi rất vui lòng, nhưng bà xác định chờ tôi đi ra ngoài sẽ không chạy đuổi theo tôi chứ?" Người khách nữ nhìn cô, cười hỏi. Lúc này, bà chủ mới nhìn vị khách nữ này mặt đỏ lên, vội vàng lấy lại 160 đồng, mới nói thật xin lỗi, ngượng ngùng. Không có việc gì, đẹp trai ai cũng thích, người khách nữ nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, phong cách tự nhiên và tôn quý, cô cũng thất thần mới vội vàng đi khỏi. Xem được không, đường khả hình đột nhiên đẩy kính toàn thân ra, mặc áo sơ mi màu xanh lá sen, mini skirt màu đen, mang giày cao gót màu đen, nở nụ cười ngọt ngào, đi ra đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt lấp lánh hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nhìn cô thay đồ thể thao, mặc vào quần áo hè, hết sức trẻ trung xinh đẹp, quyến rũ, giống như một đóa hoa hàm tiếu chưa nở, nhất là cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn, lúc cô nhẹ nhàng di chuyển, hết sức uyển chuyển xinh đẹp, hai mắt anh không nhịn được dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, mới cười khẽ nói, rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Thật, Đường Khả Hinh lại vui vẻ hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên gật đầu cười hai mắt lộ ra một chút đàn ông tham muốn giữ lấy. Em lại đi thay mới đấy. Đường khả hình giống như một con bươm bướm thật vui vẻ, khó được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Xoay người cầm lên một đống lớn quần áo mới vừa chọn, đi vào phòng thay quần áo. Trang hạo nhiên nhìn cô vui vẻ như vậy, trên mặt mình cũng nở nụ cười. Cái này thế nào? Đường khả hình lại mặc một cái váy maxi dài tơ tầm có hình hoa anh đào, bên ngoài khoác một cái khoác mỏng màu trắng, chân trần cười rất xinh đẹp đi ra ngoài, đứng ở trước mặt trang hạo nhiên cười hỏi trang hạo nhiên lại nhìn sau khi đường khả hình đổi một chiếc váy phong cách lại có vẻ giống như phụ nữ thành thục thêm mấy phần xinh đẹp mái tóc rỗ thẳng xuống trải phân ra phía sau càng lộ vẻ có chút điềm đạm đáng yêu hai mắt anh lóe lên nhưng chỉ mỉm cười không nói lời nào đường khả hình có chút lo lắng đi tới gần anh nói khó coi à trang hạo nhiên im lặng chỉ ngẩng đầu lên cười khẽ véo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô Đường Khả Hinh sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt của anh, bóp ngón áp út của mình, liền cười hỏi: Làm sao rồi? Không có việc gì, rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nở nụ cười nói: Thật à? Đường Khả Hinh bật cười, lập tức giống như bươm bướm lướt nhẹ vào phòng thay quần áo, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, lại cưng chiều mỉm cười. Lúc cô đóng cửa lại trong thoáng chốc, sắc mặt có chút thay đổi thở dốc một hơi, có chút khó khăn chống nhẹ cái chán. Cái này thì sao, chẳng bao lâu, đường khả hình cũng đã đổi lại một cái váy ren ngắn bó sát người màu đỏ thấm, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mang giày cao gót Italy cùng màu, mỉm cười đi ra, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi, đẹp chứ? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình mặc váy ngắn bó sát người màu đỏ thấm, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, mắt to mộng ảo hết sức linh động, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thật hoàn mỹ, Quần áo cắt xén hợp lý, để cho bả vai nhỏ nhắn của cô, bộ ngực rất săn chắc, đầy đặn mê người, eo thon, giống như chạm vào thân thể cô gái kia một cái sẽ cảm thấy ngứa ngáy, càng làm cho người ta khó có thể kháng cự cặp chân dài kia, giống như người mẫu, hấp dẫn khiến người ta nhộn nhạo. "Xem được không?" Đường Khả Hinh lại tiến lên trước, cười hỏi. "Đẹp mắt, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên thở nhẹ, miễn cưỡng cười nói. Em cũng cảm thấy cái này nhìn đẹp, em lại đi đổi." chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức xoay người đi vào phòng thay quần áo. Trang hạo nhiên đột nhiên mạnh mẽ xông vào phòng thay quần áo, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Bà chủ tiệm trợn to hai mắt, tim đập mạnh, tai đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhìn máy thu tiền, không dám nhúc nhích. Không gian nho nhỏ, chỉ có hơi thở. Đường khả hình có chút kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn trang hạo nhiên, trái tim đập thình thịch, lại tựa vào cạnh cửa, không dám nhúc nhích thật sự là, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đè nén từ lúc này đến bây giờ, nhắc mí mắt, nhìn đường khả hình vẫn còn đang kinh ngạc, anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, lập tức xoay người của cô. Ôi, đường khả hình ngạc nhiên xoay người, còn đang nghi ngờ, thân thể bị người mạnh mẽ xoay, mặt của cô ửng đỏ. sơn áp anh thật sự suy nghĩ muốn nếm thử một chút, chỉ nếm thử một chút. Chấm ngoặc kép, anh lập tức ôm ấp hông của cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ở bụng cô, cúi mặt hôn nhẹ ở bên tai của cô, lại hôn nhẹ cổ của cô, tiếng hôn ướt át phát ra tràn cả phòng thay quần áo. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình ửng hồng, dựa sát vào trong ngực anh, cũng không còn dám động đậy, chỉ khẽ cắn môi dưới, khi cảm thụ nụ hôn của anh rơi vào vành tai, cả người ngứa ngáy, nhẹ nuốt cổ họng một cái, nhắm mắt lại. Trang hạo nhiên cảm nhận cô gái trong ngực mềm nhũn, trong lòng càng kích động sôi trào, đang lúc hôn cổ của cô, tay đã dần dần tiến lên, cách quần áo, nhẹ phủ bộ ngực của cô, thậm chí năm ngón tay buộc chặt, xoa nắn. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, nhìn kính toàn thân trước mặt phản chiếu sau lưng trang hạo nhiên đang mê ly ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ cổ của mình, ánh mắt lộ ra dịu dàng và thương yêu. Khi hai tay của anh kích động căng thẳng xoa nắn ngực của mình thì giống như đạt tới cảnh giới tối cao, xúc động thở dốc trong nháy mắt, mình trở thành ly rượu kia bị anh uống xuống bụng. Trái tim của cô bởi vì anh mê say, mà nhảy thình thịch khả hình, anh lại muốn nếm thử một chút. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức lại xoay thân thể của cô, đè cô trên gương, hôn lên môi của cô, một tay nâng nhẹ chân trái uyển chuyển của cô, để cho thân thể mình mạnh mẽ đè ở trên người của cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ bừng, cái này so với thật tiến vào người càng chiêu chọc hơn, trái tim của cô lại nhảy loạn. Ôm anh, Trang Hạo Nhiên lại nâng chân trái của cô, tay xoa nắn ở giữa chân và bờ mông anh là một người đàn ông rất bá đạo. Trong lòng đường khả hình nhột nhạo dịu dàng và mềm mại như nước, đôi tay không nhịn được chậm rãi rời lên trước ngực anh, cuối cùng kéo nhẹ cổ của anh, hơi chủ động hôn nhẹ anh. Khả hình, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên kết thúc nụ hôn nóng bỏng, lại cúi xuống hôn nhẹ cổ của cô, tay cũng không nhịn được kéo xuống dây khóa sau lưng cô. Hả, đường khả hình bị tình cảm của anh giống như rời núi lấp biển, tràn đầy ý loạn tình mê, hai mắt lóe ra ánh sáng mê ly sáng ngời đáp nhẹ. Anh không muốn van em thay đổi ngay, nhưng bây giờ anh muốn em gọi tên anh. Gọi anh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cúi đầu, cách quần áo hôn lên ngực cô, tay đã kéo dây khóa đến bên hông hấp dẫn của cô, nhẹ nhàng nói, gọi anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mở nhẹ đôi mắt dịu dàng màu hồng, nhìn trang hạo nhiên, gọi nhỏ trang hạo nhiên. Chấm ngoặc kép, gọi tên anh, chấm ngoặc kép, đôi tay trang hạo nhiên lướt qua váy ren ngắn trên vai cô, lộ ra áo lót màu tím ra lệnh đường khả hình đang bị người đàn ông này mạnh mẽ ôm không nhịn được kêu một tiếng hạo nhiên chấm ngoặc kép một chút cảm giác quyền sở hữu ảo tới chợt xảy ra ở trên người hai người này gọi nữa chấm ngoặc kép trang hạo nhiên hôn nhẹ xương ức của cô gái này tay đã duỗi tới phía sau nhẹ buông lỏng móc áo hạo nhiên chấm ngoặc kép đường khả hình có chút cảm động gọi nhỏ hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức sôi trào, lập tức thoát áo lót của cô, cúi xuống cắn chặt điểm nhỏ màu hồng phấn, mút mạnh. Ngoặc kép chấm, đường khả hình khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. chương 599, cố quên. Trên đường cái, náo nhiệt. Tiệm trang phục, phản chiếu bóng dáng của hai người hòa chung một chỗ. Tổng cộng 780 đồng, đây là quần áo của cô, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Chấm ngoặc kép, Tiếng của bà chủ từ trong tiệm truyền đến. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên cũng đã đeo mắt kính, vừa sách theo túi lớn túi nhỏ, vừa hấp dẫn nắm bàn tay nhỏ bé của đường Khả Hinh, rất đẹp trai kéo cô đi ra tiệm trang phục. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng không có tay, váy ngắn màu đen, mang đôi giày Italy màu đen, trải thật cao đuôi ngựa thật cao, mặt hồng hồng cúi thấp đầu, như con thỏ nhỏ theo phía sau anh, đi ra. Bà chủ nghiêng người tới trước, cách tường thủy tinh, Nhìn Trang Hạo Nhiên rất cao lớn đẹp trai, Đường Khả Hinh như con chim nhỏ nép vào người, xấu hổ thẹn thùng cùng nhau đi tới đường phố bên kia, rốt của cô thở ra một hơi, càng không ngừng lấy tay quạt gió trên mặt, thở dốc tức giận nói trời ạ, à, trời ạ, à, hai người này thật sự dày vò chết người rồi, muốn đẹp trai chết người sao. Cứ như vậy vọt vào phòng thay quần áo hơn 10 phút, cũng không biết làm gì. A, ôi, chấm ngoặc kép. Cả người cô nóng lên, dùng tay quạt gió, nóng đến cả người đổ mồ hôi. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên đi ở trên đường cái, lại rất trách móc hung ác nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên vẫn bộ dạng kiêu ngạo, hài lòng, vẻ mặt nở nụ cười ngọt ngào, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước. "Ôi," chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện mới vừa rồi ở trong phòng thay quần áo, mặt của cô lại đỏ lên, lập tức nắm chặt tay, kéo anh lại. "Thế nào?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi sau này anh không nên như vậy. Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, hung ác nhìn anh chầm chầm nói, dọa chết người. Thật may là trong tiệm không có ai, nếu có người, không phải rất lúng túng. Trang hạo nhiên chậm rãi tháo kính mắt xuống, nhìn cái cô nhóc đáng yêu này, nở nụ cười như ánh mặt trời, nói chúng ta lại không làm chuyện gì chấn động trời đất, sợ ai nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghiêng mặt chừng anh. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, không nhịn được dùng mắt kính, gõ nhẹ môi của cô một cái. Đi, đường khả hình đẩy tay anh ra, vẫn còn có chút tức giận và lúng túng nói anh đừng như vậy. Anh nhìn xem ánh mắt của bà chủ nhìn em lúc này. Giống như nhìn quái vật. Trang hạo nhiên cười lớn, một tay ôm cô vào trong ngực mình, mới cúi đầu nhìn cô nói, cô ấy đang đố kỵ, đố kỵ em có bạn trai rất đẹp trai, cho nên không cần phải để ý đến cô ấy. Đố kỵ đường khả hình bị lời nói của anh chọc cho cười nói còn không biết xấu hổ mình đẹp trai chấm than ngoặc kép anh không đẹp trai sao trang hạo nhiên cúi thấp hơn có chút mập mờ hỏi tay cũng đã xoa nhẹ bên eo cô rất ưa thích chỗ mềm mại này không đẹp trai đường khả hình nhịn cười nói không đẹp trai đúng không trang hạo nhiên lập tức dùng sức đàn ông cường mạnh mẽ ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của đường khả hình dán chặt vào mình sau đó cúi đầu muốn hôn cô không nên như vậy, ở trên đường cái, trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi giật mình, mặt đỏ quay đi kêu nhỏ. Bạn trai có đẹp trai hay không? Hai mắt Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút dịu dàng và chăm chú, dùng giọng điệu rất cưng chiều và dụ dỗ, hỏi khẽ. Đẹp trai, Đường Khả Hinh vội nói, chỉ muốn đẩy anh ra. Trên mặt Trang Hạo Nhiên lại hiện lên một chút cảm động, giống như trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hơi lên men. Đường Khả Hinh cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút không bình thường ngây ngẩn cả người ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh đột nhiên cảm động và trầm tính nhớ đấy em mới vừa nói rõ ràng rồi đừng đổi ý trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười đeo mắt kính đẹp trai đi về phía trước em nói cái gì đường khả hình vẫn lo lắng ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không nói gì chỉ tiếp tục cất bước nở nụ cười đi về phía trước này rốt cuộc em nói gì hả đường khả hình vẫn mơ hồ đi theo sau có chút căng thẳng hỏi. Trang hạo nhiên không để ý tới cô, chỉ lấy ra một mắt kính, đeo vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút vui vẻ, cười nói, ồ, bạn gái của anh rất đáng yêu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đeo kính đen, vẫn có chút không hiểu trợn mắt nhìn anh. Đi thôi, Trang hạo nhiên không nói gì thêm, mà dắt bàn tay nhỏ bé của cô, tiếp tục đi về phía trước. Em mới vừa nói gì? Cô gái ngốc này đã từng dùng một chai rượu đỏ 390 ngàn cứu mình một mạng, nhưng lúc hồ đồ, ở người ta hỏi ai vậy, còn bảo người ta trèo ban công. Trang hạo nhiên chỉ cười ha ha, không nói gì, 10 ngón tay nắm chặt nhau đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi tới chợ thị trấn, mua mấy phần rau mầm xà lách, nhưng cũng chỉ hết mấy đồng tiền, đường khả hình thu về hơn 10 đồng, thật cẩn thận cuốn chung rau mầm xà lách vào trong túi nylon. Trang hạo nhiên nhìn cô như vậy không nhịn được cười nói, đừng cố ý trả lại tiền cho anh ấy như vậy, ai còn muốn hơn 10 đồng chứ. Cũng không phải là người hẹp hòi. Đường Khả Hinh vừa cuốn túi, vừa cười nói, người ta đưa cho anh bao nhiêu tiền, còn dư lại thì phải trả lại cho người ta chứ. Em còn gặp qua người keo kiệt hơn, tưởng thiên lỗi đưa cho em 100 đồng mua một cái bánh bao, 98 đồng cũng muốn người ta trả đủ cho anh ấy. Chấm ngoặc kép, cô sừng sốt, nụ cười trên mặt trang hạo nhiên hơi thu lại, lộ ra một chút dịu dàng bình tĩnh nhìn cô. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút ấy náy nắm túi nylon có chút băn khoăn ngẩng đầu nhìn anh, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Chỉ đành phải cắn chặt môi dưới cúi đầu. Sẽ có tình huống như vậy hay không? Trang hạo nhiên nhìn cô, bình tĩnh cười nói. À, đường khả hình có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trang hạo nhiên nhìn khả hình dịu dàng, sướng sờ, cười nhẹ nói, lúc ở bên anh ấy thỉnh thoảng nhớ tới anh, lúc ở bên anh, thỉnh thoảng nhớ tới anh ấy. Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như bị đánh mạnh một quyền, có chút bị thương nhìn anh, hỏi anh có ý gì. Chắc là như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên phát hiện lúc này trong lòng của mình có chút buồn bực. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời cảm xúc đè nén khó chịu, bất đắc dĩ thở nói, lúc em và anh ấy đang ở bên nhau, quả thật có nghĩ đến anh, nhưng khi đó, anh là tổng giám đốc, anh ấy là người yêu lúc ở bên anh, nhớ tới anh ấy. Cũng chỉ là, chấm ngoặc kép, hai mắt của cô lóe lên. Trang hạo nhiên lẳng lặng nhìn cô. Đường khả hình giải thích không rõ, chỉ có chút nóng nảy và phản ứng không kịp, không biết nên làm sao, ngẫu nhiên xẹt qua ánh mắt bị thương của tưởng thiên lỗi, lòng của cô lại đau đớn mãnh liệt. Trang hạo nhiên nhìn ánh mắt của cô như vậy, đột nhiên mỉm cười, sâu kín nói, không có việc gì, không cần trả lời. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn trang hạo nhiên có chút bất đắc dĩ nhưng cũng tức giận hỏi tại sao muốn hỏi vấn đề này nhất định phải hỏi sao ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô hơi nhíu mày khẽ đau lòng hai mắt đường khả hình ướt át lóe lên nghẹn ngào nói em thật vất vả quên một chút anh lại muốn nhắc tới chấm than ngoặc kép cô không nói hai lời liền xoay người đi khỏi trang hạo nhiên đứng tại chỗ im lặng không lên tiếng đường phố trước mặt nhớ tới lúc ngọt ngào cũng thật có chút hối tiếc mới vừa kích động lập tức xoay người thấy đường khả hình đã nhanh chân đi tới trạm xe buýt đầu kia anh lập tức đi lên trước kéo cổ tay của cô cười nói hi đi nhanh như vậy làm gì trời nóng nực anh mời em ăn kem không ăn em phải trở về anh ở nơi này từ từ ăn đi đường khả hình hất tay của anh ra ôi chao đừng như vậy mà chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức lấy lòng cô cười nói lúc tới cùng đi lúc trở về đương nhiên là phải cùng nhau trở về, chúng ta đi ăn kem, nơi này có một quán kem ăn thật ngon. Không cần, đường khả hình khó chịu hất tay của anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Trang hạo nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô tức giận phình đi xa, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười đi lên trước, xoay người ngăn ở trước mặt cô, nở nụ cười nói ôi, vị tiểu thư này, nhìn cô rất quen mặt. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, mời cô ăn kem. Tránh ra á, trên mặt đường khả hình hơi dịu lại được rồi đừng nóng giận em tức giận anh sẽ lo lắng anh sai rồi được không trang hạo nhiên lập tức để túi lớn túi nhỏ xuống căng thẳng ôm cô vào trong ngực khẽ vuốt ve hông của cô dịu dàng hôn trước chán của cô mới dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng nói xem khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tại sao đáng yêu và buồn cười vậy nhìn thế nào làm thế nào cũng thích chấm ngoặc kép đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người này Trang Hạo Nhiên không nhịn cười được, nói chúng ta đi ăn kem, anh đút cho em ăn. Chấm ngoặc kép, em mới không tin, vừa đến miệng em sẽ là của anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lầu bầu, muốn đẩy anh ra. Sẽ không, Trang Hạo Nhiên kéo đường khả hình một cái, nhắc túi, cười đi về phía trước. chương 600, con gái của anh. Quán kem màu hồng. Tất cả cô gái trong quán đều kinh ngạc cầm kem ly, cầm thìa nhỏ của mình, toàn bộ như bị điểm huyệt, không thể tin nổi nhìn trước quán kem, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, dùng chiều cao tuyệt đối quý tộc, nở nụ cười đẹp trai chết người, đeo kính đen, dắt bạn gái của mình đi vào quán kem. Nhất thời, cả quán kem đều xôn xao, xôn xao. Ăn mùi vị đây, Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ hông của Đường Khả Hinh, cùng đi đến trước tất cả các loại kem màu sắc rực rỡ, cách lớp kính thủy tinh cũng có thể ngửi được mùi thơm bên trong bay ra. Muốn ăn, táo, dâu tây, Sô-cô-la, đường khả hình nhìn kem, mắt lập tức sáng long lanh, nói. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hình, đây là mùi vị mình thích ăn. Nhanh lên một chút, đường khả hình quay đầu, nhìn anh, thúc giục. Tốt, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên mỉm cười lấy ví ra, nhìn ba cô gái trước mặt, mặc t-shirt màu hồng, váy ngắn màu trắng, buộc tạp dề, nói, cho một phần kem táo, dâu tây, sô-cô-la. Ba ba cô gái cùng ngơ ngác nhìn trang hạo nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là cô gái ở giữa tên Vũ Phỉ càng thêm sướng sờ nhìn anh, giống như bị người hút hồn phách. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn họ. Làm gì, một cô gái hơn 20 tuổi vẻ mặt hoạt bát, khêu gợi, mặc t-shirt màu đỏ thấm, váy ngắn màu đen, lộ ra đùi đẹp, đang cầm một cây kéo cắt tiểu hoa, nện ở trên thủy tinh, cốp một cái, gõ đầu cô gái kia, gọi, khách gọi kem kìa ba cô gái lập tức đỏ mặt cúi đầu, vừa cầm ly thủy tinh lên, không vững, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Tránh ra, tránh ra, cô gái hấp dẫn là chủ quán lập tức đẩy bọn họ ra, tay trái cầm lên một ly tinh ly lớn, tay phải cầm tròn muỗng múc kem, ở trong thùng kem táo, cuốn mười mấy cái, giống như vạn đinh ốc, cuốn một phần kem thật to, đắp ở trên ly. Những cô gái trong quán cũng đang cầm ly thủy tinh của mình, nhìn quả cầu kem thật lớn, lại thoáng so sánh cái muỗng tròn to, khoa trương suy nghĩ cái này tối thiểu có một cân chứ. Có một cô bé 4 tuổi, cắn thìa nhỏ, cũng không chịu nổi chuyện này, chỉ vào chị gái thiên vị đó, gọi, mẹ. Tại sao phần kem của con nhỏ như vậy, phần của anh trai này lớn như vậy? Người mẹ đỏ mặt, lập tức vươn tay, khẽ vuốt đầu con gái nhỏ của cô, mới lúng túng nói kiều kiều ngoan, thân thể anh trai cao lớn, cho nên phải ăn nhiều như vậy. Cô bé rất ủy khuất miếu máu, muốn khóc. Trời à, chấm ngoặc kép. Đường khả hình không thể tin nổi nhìn cô chủ quán đó vẫn còn đang cố múc kem sô-cô-la, một phần thật to, cô bật cười nói cái. Cái này cần bao nhiêu tiền? 12 đồng, một giá tiền, cô chủ quán có chút quyến rũ dơ kem lên, đưa ra ngoài. Đường khả hình mới vừa muốn vui vẻ vươn tay ra nhận. Trai đẹp, cầm, chấm ngoặc kép, cô chủ quán đưa lướt qua tay đường khả hình, giờ tới trước mặt trang hạo nhiên, nhìn anh giống như nhìn nhiều sắc hoa mùa xuân màu hồng, màu đỏ thấm, màu đỏ tươi. Say mê si ngốc, sắc mặt của Đường Khả hình thu lại, mất mát, miệng lẩm bẩm, quay đầu bất mãn nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải nhìn cô, khẽ mỉm cười, đặt 20 đồng ở trước quầy kính, mới đẹp trai nhận lấy ly thủy tinh, nói cảm ơn. chấm ngoặc kép. Không cần khách sáo. chấm ngoặc kép. Cô chủ quán nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, cảm giác huyết áp không ngừng tăng cao, sắp cháy rồi, cô vừa cười ngọt ngào vừa từ trong quầy thu ngân lấy ra 8 đồng, nói, đây, thối lại anh 8 đồng. Chấm ngoặc kép. Tốt, cảm ơn, Trang Hạo Nhiên không có ý định muốn, nhưng cô đưa chỉ đành phải vươn tay, nắm 8 đồng, muốn cầm về. Cô chủ quán nắm chặt một góc tiền kia kia, hai mắt rất mập mờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới cười muốn cầm ra, nhưng vẫn cầm không được. Đường khả hình chắt lưỡi một tiếng, nở nụ cười, sau đó mạnh mẽ vươn tay, vồ tới ở giữa một cái. Ô, cô gái nhỏ này hơi sức thật lớn. Chấm ngoặc kép, cô chủ quán nhìn Khả Hinh, nở nụ cười. Cảm ơn, đường Khả Hinh híp mắt nhìn cô, cười nói. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên dắt đường Khả Hinh đi về phía đầu kia quán kem, vừa lúc ngồi bên cạnh cô bé 4 tuổi. Cô bé mặc váy màu hồng xinh đẹp, nhìn anh trai lớn cầm ly kem rất to, so với ly kem của mình lớn hơn 10 lần, để lên bàn, miệng của cô lại chu ra, Hoa một tiếng, khóc lớn, ba gạt con, ba gạt con, nói bảo bảo thường ăn kem, sẽ không lớn lên. Nhưng anh trai lớn ăn nhiều kem như vậy, rất cao, ô ô ô ô ô Chấm ngoặc kép, Trang hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi tại chỗ, nhìn cô bé này. Ôi trao, bảo bối, đừng khóc, đừng khóc, đến đây, mẹ lập tức dẫn con đi sân chơi hả, hôm nay muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Chấm ngoặc kép, người mẹ mặt đỏ bừng, lập tức ôm lấy cô bé đi ra ngoài. Ô, ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, cô bé vẫn tiếp tục nằm ở lưng của mẹ, vừa rơi lệ vừa nhìn anh trai lớn rất đẹp trai, vẫn rất uất ức và không hiểu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn rất kinh ngạc nhìn cô bé kia. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nói, nhìn đi. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như không phải bởi vì anh, phần lớn người trong quán này cũng sẽ không phát điên. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới cười lớn, lại nhìn người mẹ kia ôm con gái băng qua đường, nói, nếu anh có một đứa con gái như vậy thật tốt. Anh nhất định tạo cho cho nó một vương quốc kem. Đường khả hình nhịn cười nhìn anh, nói, ngày ngày đề cập đến con gái. Chấm than ngoặc kép. Vốn chính là như vậy, anh muốn con trai làm gì? Đến lúc đó anh nấu ớt cay cho nó rất phiền toái. Trang Hạo Nhiên nhận lấy cái muỗng một nhân viên phục vụ đưa tới, quen tính nghiệp vụ khách sạn, liếc mắt nhìn bảng tên cô gái kia, thuận miệng mỉm cười nói một câu cảm ơn mộng mộng. Cô gái kia, lập tức trừng mắt, trái tim đập thình thịch, lúc xoay người thiếu chút nữa ngã tại đó. Đường khả hình quay đầu, nhìn cô bé kia một cái, không nhịn được cười. Anh thật sự muốn con gái. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vươn tay, gảy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của đường khả hình ngó mặt mình, mỉm cười nói. Đường khả hình nhìn anh, cười nói, anh muốn con gái, Nói cho em biết làm gì? Muốn em chọn, em chỉ muốn con trai. Anh muốn con gái, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, lại dịu dàng cười nói, anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé 3 tuổi, anh để cho nó ngồi ở trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ. Chấm ngoặc kép. Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi rung động, nhìn anh, hai mắt không nhịn được trở nên dịu dàng nhưng vẫn ngọt ngào nói chẳng may thật là con trai thì sao hai mắt trang hạo nhiên chợt nhấp nháy mới lại gần cô chưa chọc cười nói nếu quả thật là con trai sẽ để cho nó làm đầu bếp thôi chấm ngoặc kép không muốn em muốn nó cũng giống anh một mình ngồi ở trên ghế làm việc ký hợp đồng hơn một tỷ hoặc mấy chục tỷ đường khả hình suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vui vẻ cười nói tại sao trang hạo nhiên cười hỏi bởi vì chấm ngoặc kép Đường Khả hình không nhịn được nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng họp hoặc trên ghế làm việc xem tài liệu rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô không nhịn được cười nói, bởi vì thật sự rất đẹp trai. chấm ngoặc kép. Trong lòng Trang Hạo Nhiên lại cảm thấy ngọt ngào, khiến cho anh lập tức cầm thìa nhỏ, múc nhẹ một chút kem sô cô la, đưa đến bên môi Đường Khả hình, gọi nhỏ, này, nhóc của anh. chấm ngoặc kép. Đường Khả hình đề phòng nhìn anh một cái, có chút không tin nói, em cảnh cáo anh nếu như em há miệng ra, ăn không được muỗng kem của anh, em sẽ thật sự tức giận, lập tức quay đầu đi, biến mất giống như anh, để cho anh không tìm ra em nữa. Trang hạo nhiên nghe lời này, phì cười, lại giơ thìa nhỏ, tiến tới trước mặt cô, dịu dàng nói. Ăn đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nheo mắt nhìn anh, mới mỉm cười đưa mặt qua, muốn mở nhẹ môi đỏ mọng. Trang hạo nhiên lập tức thu tay lại đưa kem vào trong miệng của mình, lúc khả hình còn đang kinh ngạc, nhanh chóng nghiêng người tới trước hôn trên môi của cô, thoát ra đầu lưỡi có chứa mùi vị sô-cô-la, ngọt ngào quấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Ư um, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ bừng, nhưng vẫn bị anh hôn làm cho trái tim giống như con nai ngơ ngác. Các cô gái trong quán nhìn cảnh tượng này, cũng lập tức như bể mạch máu, mặt đỏ bừng. Khả hình, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vừa hôn lên môi đỏ mọng của khả hình, vừa đam mê nỉ non. Chấm ngoặc kép, anh thật sự rất yêu em. Chấm ngoặc kép yêu từ lúc nào? Những lời này như cánh hoa đào ngày xuân cuối cùng bay ra tiệm kem ngọt ngào, từ từ thổi vào bầu trời u ám. Đúng vậy, trời tối. Một chiếc xe buýt màu trắng dính đất vàng lái tới trạm xe buýt vườn nho. Trang hạo nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, ngồi ở tại góc tối vị trí cuối cùng trên xe buýt, ngọt ngào hôn cô gái trước mặt, mỗi lần ngậm nhẹ cánh môi của cô. Dây dưa đầu lưới của cô cũng cảm thấy một chút xíu ướt át mê người, hấp dẫn mình, tay không nhịn được phủ đến trước ngực của cô, xoa nhẹ. Ư um mờ chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lại đỏ lên. Đừng thẹn thùng, đây là chuyện rất tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên ở trong bóng tối, nhẹ nhàng ôm lấy đường khả hình, hôn nhẹ ở bên tai của cô, cưng chiều mỉm cười nói. Đường khả hình mềm yếu ở trong lồng ngực kiên cố của anh giống như cảm thấy cả cuộc đời của mình có thể bị người đàn ông trước mặt ôm thật chặt ấm áp, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đến rồi, tài xế nhịn cả buổi tối, rốt cuộc đến chạm rồi, tức giận nói. Hai người liếc nhìn nhau, rốt cuộc tay trong tay, xách theo túi lớn túi nhỏ nói cười đi xuống xe buýt, đi tới vườn nho. Một bóng đen ngăn ở trước mắt. Hai người sững sờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bác dịch tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trước trạm xe buýt, bên cạnh là một chiếc xe đạp màu trắng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 601, hướng gió. Tôi cho cô đi mua một chút rau mầm xà lách, cô mua từ 9 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối hôm nay mới về. Chấm than ngoặc kép, bác dịch đứng ở trước trạm xe bus, lạnh lùng nhìn đường khả hình, đè nén lửa giận, chậm rãi nói. Mặt của đường khả hình đỏ lên, lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Ôi, Chuyện này là lỗi của tôi, là tôi kéo cô ấy lại, anh muốn phạt, phạt tôi đi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn bác dịch cười nói. Tôi phạt cậu, khứu giác của cậu vẫn là tôi chữa lành. Bác dịch lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Đường Khả Hinh có chút sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi, trước kia khứu giác của anh cũng từng gặp chuyện không may. Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, chấm than ngoặc kép bác dịch lại hơi nặng nề nói với đường khả hinh, hôm nay không cần châm cứu. Cô về đi, dù sao cô cũng không để ý thân thể của mình. Đường khả hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trang hạo nhiên lập tức nắm nhẹ bả vai của cô, vội vàng đi qua, cười nói với bác dịch, được rồi, được rồi, không nên tức giận nha. Tôi mời anh uống rượu, chấm ngoặc kép, cậu ở hầm rượu của tôi, mời tôi uống rượu, bác dịch lạnh lùng nói. Vậy tôi để cho chị của tôi mời anh uống rượu trang hạo nhiên cố ý trêu chọc anh bác dịch vừa nghe đến cái tên này sắc mặt lập tức lạnh lẽo lập tức xoay người chỉ vào anh nói đừng nhắc tới cô ấy với tôi trang hạo nhiên lập tức câm miệng nhắc tới tên cô ấy tôi ném hai người ra khỏi vườn nho của tôi chấm than ngoặc kép bác dịch nói xong vẫn lạnh lùng đi về phía trước trang hạo nhiên không lên tiếng đứng tại chỗ không nhịn được cười đường khả hinh lại nghe ra một chút đầu mối liền ngạc nhiên tiến lên trước, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi tại sao anh mới vừa. Nhắc tới chị Trang, chẳng lẽ chị Trang và anh ấy, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cười nói, có một lần thử rượu, bác dịch không cẩn thận để rượu băng tuyết lợi, rót vào trong ngực chị của anh, sau đó anh ấy còn chưa kịp giải thích, chị của anh đã xem anh ấy là con sói háo sắc, đánh anh ấy một trận, thừa sống thiếu chết. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình trừng lớn con ngươi, nhìn Trang Hạo Nhiên thật chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhắc tới chuyện này vẫn có chút áy náy nhìn đường khả hình cười nói khi đó vì anh ấy bị đánh cả một tháng không rời giường được cây nho ngã bệnh anh ấy không có phát hiện sớm vườn nho suýt bị phá hủy chuyện này vẫn là nổi hận khó phai trong lòng anh ấy trời à em có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ấy đường khả hình nghĩ tới bác dịch thương cây nho như vợ phá hủy một nửa còn chịu được sao đáng sợ nhất là chấm ngoặc kép Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn đường khả hinh, lại bật cười nói, đã qua lâu như vậy, chị của anh vẫn cảm thấy anh ấy là con sói háo sắc, mỗi lần anh tới tìm anh ấy, chị của anh nói, cậu lại đi tìm con quỷ háo sắc làm gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hinh không nhịn được cười to. Trang hạo nhiên không nhịn được cười, còn đứng ở chỗ đó, không cần sang đây, vứt xe đạp đi, tiếng của bác dịch từ trong con đường nhỏ u tối chuyển đến. Hai người nhìn nhau một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi gần trước mặt của đường Khả Hinh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng đường Khả Hinh cũng ngọt ngào, mỉm cười ngẩng đầu lên. Hôn một chút, có thể phải thật lâu không thể hôn. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, kéo đến trong ngực, ôm nhẹ thân thể của cô, vuốt ve hông của cô, muốn cúi xuống. Đừng á, môi người ta cũng bị anh hôn sưng lên. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh xấu hổ từ chối cúi đầu có thật không, anh xem một chút, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhịn cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, cúi xuống thật dịu dàng nhìn đôi môi nhỏ, thật rất đầy đặn mê người. Trong lòng của anh lại không khỏi xúc động, chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ ở trên môi, mới nói, hôn một chút, cũng không sưng lên. Chấm ngoặc kép, thật xấu, đường khả hình lập tức đánh mạnh bả vai anh. Cái này gọi là yêu em, đứa ngốc. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu hôn lên trán của cô, mắt của cô, mũi của cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đón nhận nụ hôn của anh dịu dàng ấm áp, nhớ lại anh ở trong quán kem nói, anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé 3 tuổi, anh để cho nó ngồi ở trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ. Theo nụ hôn của anh, một chút năm tháng nhẹ nhàng bay đến, giống như có ấn tượng lờ mờ, lúc ấy mình còn rất nhỏ, cũng thích chạy đến trước bàn làm việc của cha nhìn cha đang chăm chú xem tài liệu, bướng bình thích chạy đến trước mặt ông, muốn ôm, khuôn mặt cha tươi cười ôm lấy mình đặt trên đùi, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dậy mình cầm bút máy, sau đó ký tên trên tài liệu của cha. Cô không khỏi nghĩ đến có một ngày mình sẽ ngồi ở trên đùi trang hạo nhiên, mặt của cô đỏ lên, lập tức đưa hai tay ra bụng mặt. Em làm sao vậy? Trang hạo nhiên nhìn cô đột nhiên thẹn thùng như vậy, véo nhẹ cằm của cô, dịu dàng cười hỏi. Em tuyệt đối không có nghĩ, muốn ngồi ở trên đùi của anh ký tài liệu cho anh. Mặt của đường khả hình đỏ bừng, kêu lên một tiếng. Trang hạo nhiên sừng sốt. Đường khả hình cũng như đứa ngốc, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đỏ bừng mặt mới vội vàng xoay người xảy bước đi khỏi. Trang hạo nhiên nhìn theo bóng lưng cô, mới nghĩ tới lời cô mới nói, hiểu ra, lập tức cười vui vẻ muốn đi theo sau. Anh tránh ra một chút, chấm ngoặc kép. Không được, đi khỏi em một phút cũng không được, chấm ngoặc kép tránh ra hôn một chút chấm ngoặc kép anh đột nhiên kéo cô gái đến một gốc cây chuối tây không nên như vậy chấm ngoặc kép em không thích anh cương chiều hỏi hỏi xong lại chiều miến ôm lấy vuốt ve còn có nụ hôn cuồng nhiệt ướt át một chút gió mát mẽ thổi tới thật sự rất ngọt rất ngọt chỉ là chân trời kia thoáng chốc đỏ sậm thật đỏ thật đỏ sao lập tức biến mất bác dịch lạnh lùng đứng tại chỗ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bầu trời màu đỏ, có loại dự cảm chẳng lành. Đêm vẫn đêm này, bầu trời đêm bên thành phố, so với bên vườn nho có thể muộn hơn một chút, nhưng giữa trưa mưa rơi nặng hạt. Từng trận tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa to tiếp tục giả rít rơi xuống. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng trong tiếng sấm sét nổi lên, chợt sáng chợt tối. Chỉ có một ánh đèn chụp mở sáng. Lưu Trí Đức ngồi ở trước cửa sổ sát đất gian phòng của Khả Hinh, hai mắt nóng bỏng vội vàng nhìn lằn nước mưa chảy xuống xuống cửa sổ, nhớ lại hình ảnh đi gặp đường Trí Long hôm nay. Nhà giam, dấu vết dỉ sắt loang lổ, khắc thật sâu nét lịch sử nồng đậm. Đầu bếp trưởng chấm ngoặc kép, lưu trí đức rơi lệ nhìn đường Trí Long hôm nay mới từ bệnh viện quay lại nhà giam, nhìn ông mặc quần áo tù màu xanh đen, ngồi ở trước cái bàn cũ kỷ, một người đã từng rất trật tối, hôm nay cuộc sống đã mất hơn phân nửa, sợi tóc màu trắng bạc phơ, cùng khuôn mặt buồn bã đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy bị trúng xuống, bởi vì mới vừa bệnh xong, sắc mặt như cho tàn, tiểu tụy đập vào mắt làm cho chịu người ta không nổi. Tim của ông chợt đau nhói. Ánh mắt đường trí long vội vàng nhìn Lưu Trí Đức, vui sướng rưng rưng gọi Trí Đức. Chấm ngoặc kép, đầu bếp trưởng, chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức không nói hai lời, liền đứng lui ra một bước, cúi người xuống, chống hai tay, rơi lệ muốn quỷ xuống. Trí Đức, chú, mau dậy đi, chấm ngoặc kép, đường trí long ngại vì có quản giáo ở một bên, vội vàng đau lòng gọi ông đứng dậy. Tôi thật sự đáng chết. Chấm ngoặc kép, lưu trí đức cúi đầu, rơi lệ run rẩy nói, người phải vào đây là tôi. Là tôi, năm đó anh dạy cho cả nhà tôi, nuôi sống cả nhà chúng tôi, bây giờ anh phải bị tội vào đây, tôi nên thay thế cho anh mới đúng. Tôi vô dụng, tôi thật sự vô dụng. Chấm ngoặc kép, lưu trí đức nói xong, cũng đã run rẩy khóc giống lên. Chú nói gì vậy, Mau dậy đi, Đường Chí Long gần như phải đứng lên, đau lòng nói với ông, nếu như không phải cả nhà của chú chăm sóc Khả Hinh, tôi cũng sẽ không an tâm, hiện tại tôi đã già, chỉ có chờ chết nhưng muốn nhìn Khả Hinh hạnh phúc một chút, tôi mới an tâm ra đi. Con gái yêu của tôi cũng bởi vì được cả nhà chú chăm sóc, nó mới vui vẻ lớn lên, chú đừng nói như vậy, mau dậy đi. Chấm ngoặc kép. Không, chúng tôi không có chăm sóc tốt cho Khả Hinh, nếu như chăm sóc tốt cho con bé khuôn mặt của nó cũng sẽ không bị phá hủy. Đều là lỗi của chúng tôi. Chấm ngoặc kép, nhắc tới chuyện 3 năm trước đây, Lưu Trí Đức càng thêm hối hận. Đường Trí Long sững sờ, nhìn Lưu Trí Đức, có chút kinh ngạc hỏi chú. Chú nói cái gì? Chú nói khuôn mặt khả hình bị phá hủy. Lúc nào? Lưu Trí Đức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đường Trí Long, nói anh. Anh không biết chuyện khuôn mặt khả hình bị phá hủy. Đường Trí Long kinh hãi, kích động nhìn Lưu Trí Đức, Cao giọng hỏi, rốt cuộc mấy năm này xảy ra chuyện gì? Lưu Trí Đức nhìn đường Trí Long, nước mắt rơi xuống. Tiếng sấm rền rĩ, vang dội khắp đỉnh núi. Đường Trí Long ngồi ở trong nhà giam, nghe được con gái bởi vì một chai rượu đỏ mà bị đuổi giết, khuôn mặt bị phá hủy, thậm chí sau lưng bị đâm dao, dưới ánh đèn phản chiếu mặt của ông tái nhợt, con người lộ ra ánh sáng cực kỳ kinh ngạc, một loại hối hận ấy nấy, làm cho trái tim đau đớn giống như bị xé rách. Nghĩ tới con gái vùng vẫy trong 3 năm, sống ở kho hàng, 3 năm qua cúi đầu không dám gặp người, ông già đáng thương đột nhiên cúi đầu rất thê lương, thỉnh thoảng khóc, nước mắt giàn ruộng, thân thể run rẩy Bi thương gọi, con gái của cha, khả hình của cha. Cha xin lỗi con, con gái đáng thương của cha. Cha không biết con chịu đựng nhiều như vậy, con gái đáng thương của cha, từ nhỏ cha dạy con kiên cường, con đã ép mình như thế nào rồi. Con gái của cha, con gái đáng thương của cha tại sao ông trời không thương xót con một chút, chấm ngoặc kép, lưu trí đức cũng khổ sở rơi lệ. Con gái của cha, khả hình của cha, chấm ngoặc kép, đường Chí long nhớ tới ba năm qua, chính xác con gái để tóc ngắn, rơi lệ nhìn mình nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đứa bé này, lúc cô có tâm sự, luôn cười mà dớm nước mắt, ẩn nhẫn rất đáng thương, ông càng bi thương, đau lòng bật khóc. Đầu bếp trưởng, chấm ngoặc kép, lưu trí đức đau lòng nhìn đường trí long, khổ sở nói, anh đừng đau lòng, chuyện đã qua, hiện tại khả hình khôi phục lại dáng vẻ như xưa, xinh đẹp hơn trước kia, huống chi, thuận lợi tiến vào hoàn cầu, mà còn được. Cậu chủ nhà họ trang đánh giá cao, chấm ngoặc kép, đường trí long khó nén đau lòng và bi thương, nghĩ tới lúc xưa, mình xem con gái là hòn ngọc quý trên tay, hôm nay. Ông càng có cảm giác đau lòng lắc đầu rơi lệ, đầu bếp trưởng, chấm ngoặc kép lưu trí đức nhìn đường trí long lo lắng cho con gái như vậy có mấy lời chôn ở trong lòng không biết có nên nói ra hay không đôi mắt đường trí long đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn nét mặt lưu trí đức muốn nói lại thôi ông lập tức hỏi xảy ra chuyện gì chú nói thực cho tôi biết lưu trí đức do dự một lát hai mắt nhấp nháy ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn đường trí long nói tôi 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 giống như cảm thấy khả hinh và cậu chủ nhà họ trang thân mật có chút quá mức chấm ngoặc kép cái gì, đường trí long hoảng sợ nhìn Lưu Trí Đức, nói chú nói. Khả hình và hạo nhiên, có khả năng ở chung một chỗ. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức lo âu nhìn ông, nhưng vẫn nặng nề gật đầu nói, hai người trẻ tuổi bọn họ, giống như khi còn bé, rất thân mật, tâm ý của khả hình tôi không rõ ràng lắm, nhưng cậu chủ nhà họ trang, giống như rất có ý đối với con bé. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường trí long chợt lóe nhớ tới sự kiện rượu đỏ rượu đỏ 3 năm trước đây, lập tức cảm thấy gấp gáp và bi thương, nắm chặt quả đấm, cúi đầu đau lòng, hạ quyết định nói, không được. Hai người bọn chúng tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Tuyệt đối, không được, chấm than ngoặc kép. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lưu trí đức nhất thời nói không ra lời, nhìn ông. Lập tức liên lạc chủ tịch trang cho tôi, chấm than ngoặc kép, vì con gái, đường trí long sốt ruột. Khổ sở nói, xin anh ấy cho dù như thế nào, tới gặp tôi một chuyến. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đều phải ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ. Chấm than ngoặc kép, chương 602, nghe điện thoại. Đêm, từng làn gió mát thổi tới, nhìn thấy rất nhiều áng mây bay san sát nhau. 72 cây đèn cây, lay động theo chiều gió khắp ban công. Trang hạo nhiên đã tắm rửa, mặc áo sơ mi màu đen, màu đen quần tây, bóng dáng rất cao lớn đứng ở bên cạnh ban công, ngắm nhìn rừng nho đung đưa trong gió, hai mắt lộ ra ánh sáng sâu thẳm. Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thơm thuốc bắc, bác dịch đang nấu thuốc bắc cho khả hình uống sau khi châm cứu. Gió thổi càng lúc càng lớn, quét qua tóc ngắn trên trán của người đàn ông này, tăng thêm đường nét khuôn mặt sức anh hết sức hấp dẫn. Cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đường khả hình mới vừa ngâm thuốc xong, mặc áo ngủ trắng tinh, kéo mái tóc ướt đấm, cả người tản ra mùi thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như hoa anh đào, tăng thêm mấy phần mềm mại say lòng người, đôi tay nhẹ nắm chặt áo ngủ trước ngực, có chút căng thẳng, chân trần đi ra, bước ở trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng. Trang hạo nhiên nghe được tiếng động, chậm rãi xoay người, thấy đường khả hình đã tắm rửa đi ra, mang theo vài phần ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt anh lộ ra nụ cười mập mờ, chậm rãi cất bước đi về phía cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên, thấy trang hạo nhiên đi tới trước mặt của mình, ánh mắt nhìn mình lộ ra một chút khao khát của đàn ông, mặt của cô ửng đỏ, nắm chặt áo ngủ hơi ngượng ngùng xoay người đưa lưng về phía anh trang hạo nhiên nở nụ cười dịu dàng bước lên trước đưa hai cánh tay khỏe mạnh ôm eo của cô ôm chặt thân thể mềm mại của cô mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng lạnh không anh dùng cánh tay mạnh mẽ ôm thân thể đường khả hình cúi xuống ở trên cổ của cô nhẹ nhàng hôn mút lấy mùi thơm bên trong thân thể của cô tản ra đường khả hình khẽ lắc đầu trang hạo nhiên dịu dàng cưng chiều hôn vành tai của cô, tay nhẹ dò vào trong áo ngủ vải bông dày, xoa bả vai gầy nhỏ tới cổ của cô, ngón cái xoa so ở giữa cổ. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, hưởng thụ bàn tay đàn ông của anh thật dịu dàng vuốt ve trên bờ vai, ngạc nhiên động tác của anh luôn rất say mê và hấp dẫn người, không khỏi nghĩ tới, có lẽ anh đã từng cùng người phụ nữ kia tiếp xúc thân mật như vậy, trái tim không khỏi chấn động, không nhịn được liền hỏi ra miệng anh. Anh và chị dai dai ở chung một chỗ, cũng như vậy sao? hỏi xong mặt cô đỏ lên trang hạo nhiên lại im lặng mỉm cười hôn nhẹ khuôn mặt của cô dịu dàng nói nếu anh nói thật em có tức giận hay không trong lòng của đường khả hinh nguội lạnh một nửa không có chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cúi mặt ở cổ của cô bàn tay lại nhẹ nhàng đi xuống muốn xoa bộ ngực đầy đặn của cô tay của đường khả hinh nhẹ nhàng đè tay của anh một cái quay mặt sang nói đừng xem em là đứa ngốc em không tin chấm ngoặc kép thật, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cắn nhẹ vành tai của cô, mới cảm thán nói, thật kỳ lạ, anh chưa từng có tốn tâm tư lấy lòng một cô gái như vậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức xoay người, nhìn anh chầm chầm. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt cũng lộ ra ánh sáng khẳng định, dịu dàng nói thật. Tin anh đi, ăn không nói dối, chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu. Trang Hạo Nhiên lại cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố ý nói đùa với cô ghen mới không có đường khả hình lại muốn xoay người trang hạo nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực xoa nhẹ eo của cô mới cười nói đứa ngốc đừng để ý những chuyện này chỉ cần em vui vẻ anh sẽ trôn lấp rất nhiều ký ức vì em trong lòng của đường khả hình ấm áp mỉm cười tựa vào trong ngực rắn chắc của anh trang hạo nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của khả hình hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng mập mờ đột nhiên cúi xuống dịu dàng hôn trên mặt của cô mới nói nhỏ khả hình chấm ngoặc kép hả đường khả hình tựa vào trong ngực của anh thoải mái muốn ngủ tối nay đến phòng anh hả trang hạo nhiên hôn vào trên vai của cô lộ ra một chút hơi thở van xin thân thể đường khả hình không khỏi cứng ngắc trái tim đập thình thịch mặt đỏ bừng được không trang hạo nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của cô trang hạo nhiên em chấm ngoặc kép Cô xấu hổ muốn từ chối. Đừng sợ, anh, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Chấm ngoặc kép, anh chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ môi của cô, lại dịu dàng thoát đầu lưỡi, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô, tay đã nhẹ cởi dây áo ngủ của cô, đưa tay vào trong áo ngủ, khẽ vuốt cô eo thon, nắm nhẹ cái mông tròn của cô. hát, chấm ngoặc kép, đường khả hinh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh thật dịu dàng, lại tái phát ra tiếng rên nhẹ nhàng dưới lầu có tiếng bước chân đi lên bác dịch sách theo giường gỗ tay đang cầm một chén thuốc bắc lạnh lùng đi tới trang hạo nhiên lập tức kéo dây áo ngủ quấn chặt cho khả hình hơi ho khan một tiếng nhẹ buông cô ra mặt của đường khả hình cũng đỏ bừng đứng ở một bên cúi đầu thở ra một hơi bác dịch ngẩng đầu lên nhìn hai người này một lúng túng một ho khan anh cũng đoán được mấy phần nhưng vẫn coi thường nói thật sự tách ra mấy phút cũng không được cho dù tôi giấu chìa khóa ở góc nho, cô cũng sẽ tìm ra chứ. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, càng mất mặt cúi đầu, nói nhỏ, nào có. Trang Hạo Nhiên cười, nằm xuống, bác dịch lạnh lùng ra lệnh. Vâng, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh chỉ đành phải thật cẩn thận nằm ở trên giường. Bác dịch đặt chén xuống, mở dương ra, lấy vải ra, rút kim châm dài. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng đường khả hình cũng quay đầu nhìn anh cười ngọt ngào gió nhẹ nhàng thổi ba bóng dáng lay động bác dịch chăm chú châm cứu cho đường khả hình trang hạo nhiên một mình đứng ở bên cạnh ban công đón gió lớn thổi tới nhìn bầu trời ép tới tầng mây rất dày luôn có loại dự cảm xấu vẻ mặt bác dịch nặng nề tập trung tinh thần châm ba kim cuối cùng ở phần lưng đường khả hình một cơn gió mạnh thổi tới mang theo tiếng réo mãnh liệt tiếng mưa rào rào, chút ở trên người Trang Hạo Nhiên, anh hơi ngạc nhiên lui về phía sau một bước, giống như đánh hơi được mùi vị không tầm thường, theo bản năng ngẩng đầu lên, có chút nặng nề gọi nhỏ, bác dịch. Ừ, chấm ngoặc kép, bác dịch cầm cây kim châm dài cuối cùng chậm rãi đâm thẳng xuống hông của đường khả hình. Tôi, tôi giống như người thấy một mùi vị không tầm thường, chấm ngoặc kép, hai mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng quét qua cả vườn nho. Cái gì? Chấm ngoặc kép, bác dịch chăm chú ghim kim châm, không có để ý lời của anh. Mùi này, mùi vị này, chấm ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên sáng lên, lập tức nghe toàn bộ xung quanh vang lên tiếng bùm bùm, vô số mưa đá không hề báo trước, kinh hoàng rơi xuống, thậm chí rất nhiều viên mưa đá lớn, vẩy vào ban công, có một viên đập chúng trên chán đường khả hinh, cô kêu một tiếng ôi. Trang hạo nhiên lập tức kinh hãi, đau lòng nhào tới trước mặt của đường khả hinh, che cho cô vô số mưa đá cuồng nện xuống sau lưng bưng mặt của cô, gọi, Khả Hinh, em không sao chớ. Đường Khả Hinh muốn lắc đầu. Không nên cử động, chấm than ngoặc kép, bác dịch không lên tiếng, mặc cho mưa đá rơi xuống rầm rầm, nện ở sau lưng của mình, hai mắt anh vẫn kiên định rút từng cây kim châm dài ra. Rầm 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 rầm, chấm than ngoặc kép, vô số mưa đá tiếp tục điên cuồng rơi xuống, giống như cả vườn nho đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đang gọi bác dịch. Hai mắt bác dịch đau nhói, nhưng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi rút cây kim châm cuối cùng ra xong, anh lập tức ném châm, kéo áo ngủ Đường Khả Hinh, lập tức căn dặn: "Mau. Mặc quần áo tử tế, uống thuốc xong, xuống lầu nghỉ ngơi thật tốt." Chấm than ngoặc kép. Người anh đã chạy như bay xuống lầu. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm lấy thân thể Đường Khả Hinh, cũng điên cuồng chạy xuống lầu. Trang Hạo Nhiên, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, có chút căng thẳng hỏi: "Có phải mưa đá có ảnh hưởng đối với vườn nho hay không?" chấm than ngoặc kép. Ừ, em ngoan ngoãn ở phòng khách chờ anh. Mưa đá ngừng, trở về phòng của anh, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã đặt đường khả hình ở trên ghế salon phòng khách lầu 1, hôn trước chán của cô, muốn xông ra. Anh muốn đi đâu? Đường khả hình nắm chặt cổ tay của anh, hoảng sợ hỏi. Anh muốn cùng bác dịch kéo mái che, nếu không, ngày mai vườn nho sẽ bị phá hủy sạch sẽ. Trang hạo nhiên lập tức chống cây dù, chạy như bay đi ra ngoài, ở trong mưa đá điên cuồng trút xuống, cùng bác dịch dối giết đi đến vườn nho giàn tre bị phá hủy điên cuồng. Đường Khả Hinh lập tức chạy đến trước cửa sổ sát đất, hai tay trống ở trên mặt kính thủy tinh, căng thẳng nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên đang nhanh chóng dũng mãnh kéo giàn tre, chuẩn bị chống đỡ cho cây nho. Cô giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của anh ướt đẫm ở trong bóng tối, còn có ánh mắt nóng bỏng. Lúc kéo giàn tre, ánh mắt kiên định và quan tâm bảo vệ. Cô căng thẳng nhìn, trái tim nhảy lên thình thịch sợ anh bị mưa đá nện chúng thì làm thế nào? Đang suy tư, cả thế giới giống như thủy tinh cầu toàn bộ nện xuống, ầm 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 vang dội, căn phòng giống như đều bị đập phá. Đường khả hình cắn mạnh ngón trỏ một cái, bây giờ không có biện pháp một mình ở yên chỗ này, để mặc một mình anh đối mặt với nguy hiểm, cô không nói hai lời, lập tức chạy lên lầu, thay quần áo thể thao màu trắng của mình, chuẩn bị xông thẳng ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Đường khả hình mới vừa cầm điện thoại di động lên, muốn mở cửa, không ngờ cửa vừa mở ra, từng viên mưa đá lớn, rào rào ào ào đập vào, vài viên đập trên mặt của cô, cô thét chói tai một tiếng, hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại, mới căng thẳng cầm điện thoại di động, thấy số điện thoại nhà gọi tới, vội vàng đi tới trước cửa sổ sát đất, vừa nghiêng nhìn bóng dáng trang hạo nhiên, vừa nhận máy, căng thẳng đáp, alo. Khả hình, chấm ngoặc kép, tiếng của lưu trí đức vang lên. Chú, Đường Khả Hinh ngạc nhiên cầm điện thoại di động, nghi ngờ hỏi, trễ như thế, chú gọi điện thoại tới làm gì? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Không có, không có, chấm ngoặc kép, Lưu Trí Đức nói nhanh. Vậy chú gọi cho con là, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh vẫn còn ở căng thẳng cầm điện thoại di động, nhón chân lên muốn tìm bóng dáng trang hạo nhiên. Khả Hinh, Lưu Trí Đức biết cuối cùng phải nói lời này, liền lấy dũng khí, khổ sở nói con không thể không thể cùng cậu chủ nhà họ Trang ở chung một chỗ. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình đang khổ sở tìm bóng dáng Trang Hạo Nhiên, lại nghe được lời này, sững sờ, ngây ngốc hỏi cái cái gì. Hôm nay chú đi nhà giam thăm cha của con, cha của con biết con và cậu chủ nhà họ Trang thân thiết, ông ấy rất tức giận, nói nếu con và cậu chủ nhà họ Trang ở chung một chỗ, là bất hiếu, ông ấy coi như không có đứa con gái này. Lưu Trí Đức nói nhanh, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình tràn lệ, cầm điện thoại di động, xứng sờ tại chỗ, người còn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn cố gắng tính táo, sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười nói chú, chú, rốt cuộc chú nói gì vậy? Cha không biết chuyện gì, tại sao đột nhiên phản đối con và Trang hạo nhiên? Dù sao, ông ấy có lý do của ông ấy, nói con tuyệt đối không thể ở bên cậu ấy, con cũng không muốn làm đứa con gái bất hiếu chứ. Cha của con hiện tại ở nhà giam, con không thể để cho ông ấy lo lắng và đau lòng chứ. Lưu Trí Đức cứng rắn nói với đường Khả Hinh. Chú, không nên như vậy, hiện tại con không hiểu rõ chuyện gì cả, tại sao mọi người nói phản đối liền phản đối. Đường Khả Hinh cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Dù sao, các con không thể ở chung một chỗ, giữa cha và cậu chủ nhà họ Trang, con phải chọn một. Từ quyết định đi, chấm than ngoặc kép, điện thoại bộc một tiếng tắt máy. Đường Khả Hinh xứng sờ tại chỗ, trợn mắt nhìn bóng dáng của Trang Hạo Nhiên trong bóng tối, di động trong vườn nho, cô lại giống như bị số mạng hung ác đánh tới, lập tức thất thần, hốc mắt không còn hơi sức, tràn lệ. Điện thoại di động chậm rãi rơi xuống, đập xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cửa sổ sát đất, nghe nói vườn nho nơi thị trấn nhỏ Khả Hinh đến đang có mưa đá lớn nguy hiểm, lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho cô. Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa to, đông lạnh khuôn mặt, chậm rãi gọi đường Khả Hinh. Nghe điện thoại, chấm than ngoặc kép màn hình điện thoại di động tiếp tục vang lên. Cô gái trước cửa sổ sát đất vẫn mềm nhũn đứng ở trước kính thủy tinh. Tưởng thiên lỗi nhìn thấy trước mặt mưa rất to, hai mắt nhất thời lóe lên, gấp gáp đau lòng gọi, đường khả hinh. Nghe điện thoại, chấm than ngoặc kép, chương 603, tình yêu đau khổ. Mưa đá đã qua, gió lớn vẫn thổi, mưa to vẫn rơi. Đến nửa đêm trang hạo nhiên và bác dịch cả người ướt đẫm vẫn còn lôi kéo giàn tre, tránh để mưa đá lần thứ hai phía trước có một dàn che buộc không chắc, răn rắc siêu vẹo, sắp ngã xuống. Trang hạo nhiên nhìn thấy, lập tức đội mưa to, chạy như bay qua, lập tức đưa hai tay muốn đẩy dàn che, không ngờ trên nóc rơi xuống mấy viên mưa đá, rầm 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 nện ở chán của anh, anh kêu to một tiếng, tay che chán lại cảm giác có máu tuôn ra. Bác dịch vừa đẩy dàn che lên, vừa nghiêng đầu nhìn Trang hạo nhiên, kêu to Trang hạo nhiên. Cậu bị thương, không có việc gì. Trang hạo nhiên không nói hai lời, mặc cho nước mưa xối lên vết thương trên trán, vẫn đứng ở trước giàn nho, chăm chú đẩy giàn che ra. Hai mắt bác dịch thoáng lộ ra kích động nhìn người đàn ông trước mặt, đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông nhiệt huyết như thế, anh cũng không nói nữa, tiếp tục đẩy giàn nho lên. Hơn nửa đêm, sau khi từng trận bận rột, rốt cuộc hai người đàn ông đã đẩy xong giàn trong vườn, sau đó thở hổn hển té ở một gốc cây, không ngừng dùng cánh tay lau mồ hôi bác dịch thờ hổn hển nhìn trang hạo nhiên ở bên cạnh mồ hôi và nước mưa trộn lẫn nhau mệt mỏi ngồi dưới đất mặc dù máu ngưng chảy nhưng vết thương trên trán vẫn còn anh lập tức cau mày lạnh lùng nói mau trở về đi bảo khả hinh lau cho cậu mới vừa rồi tôi trở về lấy dây cô ấy muốn chạy ra tôi đuổi cô ấy đi rồi đoán chừng hiện tại đang ở phòng chờ cậu trang hạo nhiên hơi lộ ra nụ cười đón gió mưa to lớn nhìn bác dịch nói tại sao anh biết cô ấy ở trong phòng chờ tôi cậu là một người đàn ông bình thường, tôi nhìn cậu rất tốt. Bác dịch lạnh lùng lấy tay bốc bùn đất trên giày, phát hiện có gốc rau dại, đã bị dẫn nát. Tôi rất ưa thích cô ấy. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đón gió mưa to lớn, nhìn khắp vườn nho, sâu kín nói. Tôi biết gió. chấm ngoặc kép, bác dịch tiếp tục bốc bùn ướt. Anh không biết, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, kể từ lúc nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi liền có một loại cảm giác rất kỳ lạ, có cảm giác thứ gì đó níu kéo tôi rất khó hiểu, ngay cả khi tôi biết trong lòng cô ấy đã có người, còn chiếm có 99%. Chấm ngoặc kép, bác dịch có chút kinh ngạc nhìn anh, nói, trên thế giới này, còn có đàn ông hấp dẫn hơn cậu sao? Hai tay trang hạo nhiên trống trong bùn đất, bày ra tư thế người mẫu của mình, hơi co chân dài, đặt ở giữa ruộng bậc thang, rất thoải mái cười nói, tôi phải thừa nhận anh ấy có sức hấp dẫn hơn tôi. Bác dịch cao mày nhìn anh thật lòng đối đãi một người phụ nữ, nhiều năm như vậy, mặc dù tôi ghét hành vi của anh ấy, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn khâm phục anh ấy. Chấm ngoặc kép, sắc mặt trang hạo nhiên hơi nặng nề, lại cười khổ nói, hiện trên đời này, có người đàn ông có thân phận hiển hách giống anh ấy, sẽ vì tình yêu mà trung thành với cảm xúc của mình. Ít nhất, tôi không thể hiểu được, tôi cũng không làm được. Chấm ngoặc kép, bác dịch im lặng lắng nghe. Trang hạo nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nói, có lúc, đối với anh ấy trên thương trường thỉnh thoảng anh ấy thắng thỉnh thoảng tôi thắng mặc dù tôi thừa nhận mình thông minh nhưng có lúc anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng lấy chuyện lớn làm trọng anh ấy thật sự có sức hấp dẫn chấm ngoặc kép tổng giám đốc tưởng bác dịch đoán được lại diếu cợt nói không ngờ nàng tiên bảo cậu trèo tường có thể dày vò hai tổng giám đốc là hai tổng giám đốc dày vò cô ấy chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mỉm cười lại mệt mỏi thở dốc một hơi lại thật dịu dàng nói anh không thể hiểu trên người của cô ấy có loại dũng khí giống như trời sinh không ngừng vì tín ngưỡng trong lòng cô ấy có thể bỏ ra rất nhiều rất nhiều ví dụ như mua bó hoa hồng đứng ở dạp chiếu phim chờ một người mãi mãi sẽ không tới đứng ở trong mưa cố chấp tin tưởng người kia chấm ngoặc kép bác dịch yên lặng lắng nghe trong thân thể của cô ấy rất chấp nhất rất kỳ lạ thậm chí để cho tôi tin tưởng có lẽ cả đời cô ấy cũng sẽ không yêu người khác nữa chấm ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên hiện lên một chút cô đơn. Vậy tại sao cậu còn muốn đưa chân vào? Bác dịch nhìn anh, bất mãn nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên im lặng một lúc, sâu kín nói tình cảm rất kỳ quái, giống như trưng cất rượu, thu hoạch, lột vỏ, rút tim, bỏ hạt, ngâm, sau đó bỏ ở trong thùng, trải qua lên men, chờ đợi 10 năm, 20, 30 năm, 50 năm thời gian, chờ đợi đến thời cơ chín muồi mặc dù một ngày kia sẽ trưởng thành anh cũng không nhất định có thể thưởng thức mà rơi vào trong tay người chấm ngoặc kép bác dịch suy nghĩ những lời này anh hiểu ý tôi sao trang hạo nhiên chế nhạo cái cọc gỗ này bác dịch không nhịn được cười mọi người hiểu không là cái gì làm cho rượu lên men là một chút cảm xúc của thợ nấu rượu là lột vỏ rút tim bỏ hạt ngâm trải qua thời gian dài cô đơn chờ đợi chờ đợi cái gì chờ đợi một chút mùi hoa năm sau chờ đợi một chút mùi hoa tương đồng và sự tán thành. Có một người đàn ông hiểu được đạo lý đó, biết rõ số phận và tình yêu khổ sở, lại lựa chọn chủ động đón nhận. Mưa vẫn rơi xuống càng dữ dội. Thân thể trang hạo nhiên ướt đấm, đội mưa to gió lớn, từng bước nặng nề đạp bùn lầy, chịu đựng mưa lạnh vỗ vào miệng vết thương làm cho bị viêm, sinh ra sốt cao, thở nặng nề, ho khan vài một tiếng, mới đi đến trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn gian phòng của mình đã mở đèn, anh hai mắt chợt lóe hiện lên nụ cười, hơi bước mau, vừa ho khan vừa nắm tay vịn, chậm rãi đi lên lầu. Hành lang tối tăm yên tĩnh. Trang hạo nhiên cảm giác bên ngoài thân thể ướt đẫm lạnh băng, bên trong thân thể lại sốt cao khó chịu, hai loại nóng lạnh chạm nhau, khiến cho người đàn ông giống như bằng sắt gần như ngất xỉu, hai mắt anh khẽ chấp hôn mê, tay vịn vách tường, rốt cuộc đã đi đến trước gian phòng của mình, nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ tới bên trong có một bóng dáng ấm áp, lại so với quá khứ hiểu rõ ý nghĩa tình yêu hơn một chút, mỉm cười đưa tay nắm khóa cửa, vặn nhẹ một cái, dịu dàng kêu một tiếng, thật xin lỗi, khả hinh. Anh về trễ, chấm ngoặc kép, gian phòng trống rỗng, thậm chí có gió lạnh mưa lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, một chiếc đèn bàn nhỏ, chỉ phát ra ánh sáng hơi yếu. Khuôn mặt trang hạo nhiên tái nhợt, hai mắt mờ mịt hơi chấp, nhìn gian phòng trống rỗng, hiện lên mấy phần mất mát, nhưng rồi lại không muốn hiểu lầm, liền chậm rãi lê thân thể nặng nề, xoay người ra khỏi phòng, đi tới trước cánh cửa đối diện, vẻ mặt tận lực bình tĩnh, không để cho mình lộ ra tiểu tụy, mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, dịu dàng gọi, khả hinh. Bên trong gian phòng, giống như không có tiếng động. Hai mắt trang hạo nhiên có chút mệt mỏi lóe lên, nhưng vẫn mỉm cười gõ cửa một cái, lại rất cưng chiều gọi nhỏ, khả hinh. Anh đã về, thật xin lỗi, anh tới chậm. Chấm ngoặc kép chấm, bên trong vẫn không có tiếng động. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên bình tĩnh, chờ một chút, theo bản năng lắng nghe tiếng kéo chăn bên trong gian phòng, trong lòng của anh đau nhói, lại mỉm cười nói, nhóc à, có phải giận anh hay không? Xin lỗi, lúc này bởi vì giàn che quá nhiều. Mở cửa, cho anh gặp em. Hả? Bên trong vẫn không có tiếng động. Khả hinh, chấm ngoặc kép, hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, tối nay cảm xúc giống như có chút quá độ. Vội vàng nói, anh không muốn trèo ban công nữa, phải biết chúng ta có thể đi tới hôm nay vẫn rất vất vả, mấy ngày nay trong lòng anh nghĩ tới lúc đi nước Pháp tìm em mấy tháng, anh rất quý trọng. Bởi vì cô nhóc của anh đáng giá để anh quý trọng, giống như từng mũi kim từng sợi chỉ trong tấm bình phong em đưa cho anh, ngày đó thật ra anh rất cảm động. Anh thường thức thương yêu cô nhóc của anh, hiểu chưa? Nếu em không muốn ở cùng với anh, không sao cả, ra ngoài cho anh gặp em. Hả? Bên trong vẫn không có tiếng động trang hạo nhiên mệt mỏi tựa đầu trên cửa thân thể cực độ suy yếu mồ hôi chảy xuống nhưng vẫn nặng nề mềm nhún cầu khẩn gọi nhỏ khả hinh mở cửa ra tối nay anh rất muốn em mở cửa anh biết rõ em ở bên trong cửa chấm ngoặc kép đường khả hinh cuốn rúc vào bên khe cửa đôi tay bịt kín miệng mặc cho nước mắt chảy xuống lại nhớ tới cha mới vừa khỏi bệnh lòng của cô chợt thấy đau đớn không có người nào có thể hiểu cô gái này lo sợ sinh mạng cha biến mất đến cỡ nào. Khả Hinh, mở cửa, tin tưởng anh, mở cửa, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể xử lý tốt. Hả, Trang Hạo Nhiên cảm giác đầu óc hôn mê, gần như muốn ngủ vùi trong đau ốm. Bên trong vẫn lặng yên không một tiếng động. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ tuyệt vọng nhìn cánh cửa kia, lập tức xoay người, chậm rãi dọc theo cạnh cửa, ngồi xuống, mặc cho thân thể ướt đẫm, nhưng vẫn nhắm mắt lại, lạnh lẽo chờ đợi, không muốn đi căn phòng đối diện tìm kiếm một chút ấm áp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bình minh hé dạng, bầu trời xanh từ từ hiện ra, trong một đêm, từng mảnh cây xanh vườn nho, được hai người đàn ông bảo vệ lại xuất hiện sức sống bừng bừng. Trời cao tưởng thưởng cho một chút cố gắng, lúc này chiếu xuống ánh mặt trời cho khắp cả vùng đất này. Vừa vặn chiếu xuống trên từng tàng cây nho, chương 604, phạm vào lỗi gì. Cửa phịch một tiếng, nhẹ nhàng mở ra đường khả hình mặc áo sơ mi trắng lúc tới quần màu trắng bó sát người bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương buộc tóc đuôi ngựa thật cao sắc mặt tái nhợt đi ra trang hạo nhiên lập tức nhìn cô khả hình chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình hai mắt lập tức lộ đau lòng vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng hỏi tối hôm qua có mưa đá em không sao chứ đường khả hình tránh ánh mắt đối diện sâu kín quay đầu đi, nói, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, hai mắt sưng vù vô hồn, vẻ mặt mang theo một chút đau đớn, tim của anh buộc chặt, đôi tay khẽ nắm chặt. Em có chút việc gấp, phải lập tức đi khỏi nơi này, cảm ơn anh đến thăm em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, liền xoay người nhanh chóng đi khỏi. Tưởng thiên lỗi sững sờ, canh chừng bóng lưng cô, nhanh chóng bước theo cô vẻ mặt trang hạo nhiên tiểu tụy, tựa vào cạnh cửa, nhìn bóng lưng cô gấp gáp đi xa, hai mắt lộ ra đau lòng, cũng im lặng bước đi. Vườn nho, cả đêm mưa đá, gió to tẩy rửa đã được bảo vệ lành lặn. Sân cỏ xanh xanh, theo nước mưa lạnh tưới vào càng thêm xanh tươi, sinh trưởng thật tốt. Đường khả hình bước nhanh về phía sân cỏ xanh, hai mắt run rẩy nước mắt, nghi ngờ, không hiểu, đau lòng. Bác dịch mặc áo sơ mi màu xám cho, quần tây dài đen, hai tay áo sắn lên, mới vừa cất bước đi ra trước vườn hoa, quen đứng ở giữa ruộng bậc thang nhìn vườn nho của mình, lại nghe được tiếng động rồn rập, anh nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của đường khả hinh, nhanh chóng đi tới bên này, anh cau mày gọi, đường khả hinh. Đường khả hinh lập tức ngẩng đầu lên, thấy bác dịch, cô lập tức bước nhanh đi đến trước mặt của anh, gấp rút nói, bác dịch tiên sinh. Hiện tại tôi có chút việc gấp, phải lập tức rời khỏi vườn nho. Cái gì, bác dịch cau mày nhìn cô, tôi lập tức muốn rời khỏi vườn nho. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình hết sức gấp gáp nhìn anh, kêu lên. Bác dịch mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng bước chân phía trước, anh nghi ngờ ngẩng đầu lên, cũng đã thấy tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên chậm rãi đi đến, anh hơi lộ ra kinh ngạc gọi tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi dẫn đầu đi tới, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt. Bác dịch tiên sinh, xin anh để cho tôi đi khỏi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình khổ sở cầu khẩn anh. Không được, bác dịch trực tiếp nhìn cô, nói cô còn châm cứu ba ngày nữa, làm sao có thể đi khỏi được. Tôi thật sự thực có lý do bất đắc dĩ, tôi cầu xin anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại căng thẳng nhìn anh, hai mắt tràn lệ nói. Khả hình, tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô, nghi ngờ không hiểu nhìn cô, hỏi có chuyện gì, muốn gấp gáp đi khỏi như vậy. Đường khả hình không biết giải thích làm sao, chỉ cúi đầu, đau lòng thở gấp. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, đau lòng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của cô. Bác dịch ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nhìn khuôn mặt anh tiều tủy tái nhợt, nhớ tới câu nói của anh đêm qua ở trong vườn nho, thở dốc một hơi. Bác dịch tiên sinh, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh nắm mạnh cánh tay của anh, khổ sở nhìn anh. Không được, bác dịch kiên trì nguyên tắc, nói nhanh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô là một chuyên gia hầu rượu, phải lấy sự nghiệp làm trọng không nên quấy rối tôi làm điểm tâm, ăn xong trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, anh nói xong, ngay lập tức xoay người muốn rời khỏi. Bác dịch tiên sinh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức nắm chặt cánh tay bác dịch, rất nghiêm túc, rất trầm trọng, rất đau lòng gọi, tôi thật sự có lý do đi khỏi vạn bất đắc dĩ. Tôi cầu xin anh, cô ngay cả sự nghiệp cũng không để ý sao. Bác dịch lập tức hất tay của cô ra, nghiêm túc hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, trong lòng đau nhói. Tôi mặc kệ bây giờ cô có lý do yêu đương bất đắc dĩ như thế nào, nhưng hiện tại khứu giác của cô quan trọng nhất. Bác dịch lạnh lùng kiên quyết nói, không cho đi. Nếu như cô đi, sau này cũng đừng bước vào khu vườn của tôi một bước, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tôi sẽ điều trị cho cô. Chấm ngoặc kép. Tôi cầu xin anh, tôi thật sự, cầu xin anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy đau thương và bất đắc dĩ nhìn anh, hai mắt tràn đầy nước mắt lộ ra ánh sáng thật rất vạn bất đắc dĩ tôi thật sự phải rời khỏi tôi cầu xin anh tôi phải lập tức đi khỏi chấm ngoặc kép bác sĩ cao mày nhìn thái độ cô như vậy còn đang nghi hoặc khả hinh, chấm ngoặc kép suốt cuộc trang hạo nhiên chậm rãi đi lên trước nắm bàn tay nhỏ bé của cô đè nén kích động vào đáy lòng nặng nề nói chúng ta nói chuyện một chút chấm ngoặc kép không chấm ngoặc kép đường khả hinh kéo nhẹ xuống tay của anh trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, quay đầu kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn chịu đựng khổ sở thân thể sắp bốc cháy, dịu dàng khuyên chúng ta. Nói chuyện một chút, hả, chỉ nói một chút, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng đứng ở giữa hai người, nhìn bọn họ. Không, chấm ngoặc kép, đường khả hình bất đắc dĩ rơi lệ nói, hiện tại em lập tức đi khỏi, em cũng không muốn nói chuyện gì. Em cũng không muốn nghe chuyện gì, em phải lập tức đi khỏi, em phải lập tức đi khỏi trang hạo nhiên im lặng đau lòng nhìn cô xuất phát từ trong lòng sâu kín gọi thật chán ghét chỗ này sao em chấm ngoặc kép trong lòng đường khả hình khổ sở nuốt hoài nuốt mãi nhưng nuốt không trôi hai mắt tràn lệ khổ sở nói không nên ép em hãy nghe em để cho em lập tức đi khỏi em phải lập tức đi khỏi chấm ngoặc kép đường khả hình chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô căng thẳng cũng đau lòng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì em cầu xin mọi người em thật sự muốn muốn rời khỏi hiện tại lập tức đi khỏi em cũng không thể chờ đợi một phút nào chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hinh chảy xuống nói bác dịch nhìn bộ dáng cô gái này khổ sở và kiên quyết như vậy hai mắt lóe lên một cái mới đưa ra một quyết định xoay người đi về phía trong nhà nói dùng điểm tâm trước đi chấm ngoặc kép bác dịch tiên sinh đường khả hinh nhìn bóng lưng của anh khổ gọi bác dịch dừng bước lại nghiêng mặt nói, cho dù cô muốn đi khỏi, cũng phải dùng điểm tâm chứ. Từ nơi này trở về phải 5 tiếng, cô sẽ chết đói, đừng gấp gáp, đừng chết đói ở cửa nhà tôi. Chấm ngoặc kép, bác dịch, trang hạo nhiên lo lắng khứu rác của đường khả hinh, kêu anh. Tôi và mọi người cùng đi, dù sao cuộc so tài sắp bắt đầu, tôi là một trong số giám khảo, tôi sẽ căn dặn người trông chừng vườn nho. Chấm ngoặc kép, anh nói xong, liền một mình đi vào trong phòng hai mắt đường khả hình lập tức sáng lên. Tưởng thiên lỗi đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, dịu dàng nói, bác dịch đồng ý với Amy, đi vào ăn điểm tâm trước, rồi trở về. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe vậy, mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cũng chỉ đành phải xoay người muốn đi vào biệt thự. Tưởng thiên lỗi nhẹ đỡ thân thể của cô đi vào trong. Trang hạo nhiên đứng ở phía sau, nhìn hai người phía trước ăn ý như vậy, hai tròng mắt anh bị sốt cao để lại mờ mịt, đau lòng nhìn vườn nho trước mặt. Bữa cơm sáng này, từng người đều có tâm sự của mình. Đường Khả Hinh ngồi ở trước bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt cầm bánh mì, xé một miếng ăn, ăn không mùi vị gì. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, đau lòng nhìn cô, nhẹ cầm sữa tươi đưa đến trước mặt cô. Sắc mặt trang hạo nhiên tái nhợt, ngồi ở đối diện, nâng ly nước trái cây uống vài hớp. Bác dịch cầm đầu, nhìn hai người bên cạnh, cũng rất im lặng nhanh chóng ăn mì, cắn sandwich, mới nhàn nhạt hỏi, hảo nhiên, cậu hết sốt chưa? Đường khả Hinh nghe những lời này, rốt cuộc hơi chuyển ánh mắt, có chút lo lắng nhìn Trang hạo nhiên. Không có việc gì, Trang hạo nhiên bưng nước trái cây uống một hớp nữa, cắn bánh mì nướng, hời hợt nói. Đường khả Hinh thật dịu dàng nhìn anh. Không phải cậu là sắt sao, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh nói, không lúc nào bị bệnh. Tôi cũng là người, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Trang hạo nhiên lại xé một phần bánh mì, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ. Hai mắt đường khả hình tràn lệ nhìn anh, mới vừa muốn nói chuyện. Cậu chết, bao nhiêu người tịch nghịch, tưởng thiên lỗi tức giận nâng sữa tươi uống một hớp, mới nói. Hôm nay Trang Hạo Nhiên không có ý định nói đùa, chỉ nhàn nhạt ngồi. Bác dịch thật sự bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ đành phải đứng lên, từ trong hộp tủ lấy ra thuốc hạ sốt, đưa tới trước mặt của anh nói uống đi, không mệt mỏi nữa. Không cần, không có việc gì trang hạo nhiên luôn có ý chí kiên cường từ từ cảm giác trên trán đầy mồ hôi chỉ nâng nước trái cây uống một hớp lớn đặt trên bàn hơi mạnh nói mọi người từ từ ăn tôi no rồi anh nói xong liền một mình đứng lên đi ra ngoài đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng tiều tụy đi ra ngoài đau lòng cậu ta làm sao vậy tưởng thiên lỗi nhìn bác dịch hỏi tôi không biết cậu ta luôn bị thần kinh bác dịch không nói gì nữa chỉ nâng sữa tươi uống một hớp lớn. Đường khả hình nắm chặt sữa tươi ly, muốn đứng lên, cuối cùng nặng nề ngồi xuống. Không đến bao lâu, tất cả mọi người đều ăn điểm tâm xong. Bác dịch nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại căn dặn công nhân tới giúp mình trông coi vườn nho mấy ngày, liền nhắc túi hành lý nhỏ đi ra ngoài. Xe của hai người đàn ông đều ngừng ở bên ngoài nhà nghỉ, từng người đứng ở bên cạnh xe của mình. Anh sững sờ, quay đầu lại nhìn đường khả hình đường khả hình đứng ở một bên cúi đầu im lặng không lên tiếng khả hình lên xe chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi mở cửa xe nhìn cô trang hạo nhiên đứng ở bên cạnh cửa xe audi pipec sâu kín nhìn cô bác dịch sách theo hành lý suy nghĩ một chút nói tổng giám đốc tưởng anh đưa tôi đoạn đường đi tôi không quen ngồi xe thể thao tưởng thiên lỗi nhìn bác dịch cũng không phản ứng đường khả hình nghĩ tới đường xá xa xôi người nọ đã giảm sốt cao hai mắt rưng rưng, sâu kín nói, tổng giám đốc đã giảm sốt, lái xe khổ cực, bác dịch tiên sinh giúp anh ấy lái xe đi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Bác dịch nhìn đường khả hình một cái, chỉ đành phải xách theo hành lý đi về phía chiếc Audi Pipeix. Tưởng thiên lối đi lên trước, nhẹ đỡ thân thể đường khả hình mệt mỏi, ngồi lên ghế lái phụ, tự mình kéo dây an toàn cho cô. Đi thôi, nhìn cũng vô ích, chấm ngoặc kép, bác dịch cất hành lý, vỗ bờ vai của anh một cái, tự mình chủ động ngồi lên ghế lái. Trang hạo nhiên cũng vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh xe, nhìn tưởng thiên lỗi nhanh chóng ngồi lên ghế lái, kéo dây an toàn, lái xe, cầm tay lái cho xe chạy nhanh chóng tới phía trước, quét qua trận gió mát. Đường khả hình ngồi tại chỗ, nghiêng mặt nhìn bóng dáng cô độc trước nhà nghỉ, khó nhịn bi thương, nước mắt chảy xuống. chương 605, Tác Thành Thời gian từng giờ trôi qua. Đường lúc đến và lúc đi giống nhau, Lịch sử luôn không ngừng tái diễn kỳ lạ. Bác dịch và tưởng thiên lỗi lái xe 5 tiếng đồng hồ, rốt cuộc chạy vào nội thành. Đường khả hình nhắc nhờ tưởng thiên lỗi mình không trở về khách sạn, nhờ anh chạy tới bên kia. Tưởng thiên lỗi liền đồng ý, lái xe quẹo phía trái. Bác dịch cầm tay lái, sừng sốt nhìn phía trước. Trang hạo nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn chiếc xe hơi màu đen quẹo trái, sâu kín nói trở về. Về khách sạn đi chấm ngoặc kép. Bác dịch suy nghĩ một chút, ngay lập tức xoay tay lái, chạy về phía khách sạn. Hai chiếc xe tách ra tại đây. Nội thành, rất phồn hoa náo nhiệt. Tưởng thiên lỗi theo phương hướng đường khả hình chỉ dẫn, dừng ở trước quảng trường, quay mặt sang có chút nghi ngờ nhìn cô, hỏi, khả hình. Em muốn đi đâu, anh trực tiếp đưa em đi là được. Không cần, đường khả hình nhanh chóng cởi dây nịt an toàn, quay mặt sang biết ơn nhìn tưởng thiên lỗi nói cảm ơn anh em tới đây là được rồi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô cười khổ nói giữa chúng ta trở nên khách sáo như vậy từ lúc nào đường khả hinh nhìn anh thật sâu trong lòng hơi đau nhói nhưng vẫn nhắc túi sách có chút gấp gáp nói thật sự xin lỗi hôm nào mời uống cà phê hẹn gặp lại cô nói xong lập tức đẩy cửa xe đi ra ngoài tưởng thiên lỗi cầm tay lái nhìn cô một mình nắm túi sách gấp rút đi về phía trước cũng hiểu cô mấy phần, chỉ đành phải lái xe chuyển hướng đi khỏi. Đường khả hình dừng bước lại, xoay người nhìn xe hơi của tưởng thiên lỗi đã đi khỏi, cô lập tức đi tới ven đường, ngoắc taxi. Một chiếc taxi đỏ thấm ngừng lại. Đường khả hình nhanh chóng ngồi lên xe, ngẩng đầu lên gấp gáp nói với tài xế, tài xế. Lập tức đến nhà giam Tây Hoa. Tài xế nghe xong, lập tức lái xe chạy tới phía trước. Đường khả hình ngồi ở sau xe, đón gió lạnh, nhìn xe cộ đông đúc phía ngoài cửa sổ, lại nhớ tới lời nói của Lưu Trí Đức ngày hôm qua, hai tròng mắt của cô lập tức ứa lệ, nghi ngờ nghĩ cha, rốt cuộc có lý do gì, con không thể cùng Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ. Tại sao, không thể ở chung một chỗ? Chiếc taxi đỏ thấm xuyên qua nội thành, chạy về phía trước. Nhà giam Tây Hoa, đường khả Hinh nhanh chóng nhảy xuống taxi, đi về phía nhà giam để làm sáng tỏ tình hình, nhưng hôm nay nhà giam thông báo thời gian thăm tù vào 9 giờ ngày mai. Hôm nay không được, đường khả hình đứng ở trước cửa lớn, trái tim đập vang dội nhìn trưởng nhà giam rơi lệ nói thật không được sao. Tôi có chuyện rất gấp, ngài làm ơn. Chấm ngoặc kép chấm. Không được, chấm than ngoặc kép. Cánh cửa sắt ầm một tiếng, nặng nề đóng lại chặt kín. Đường khả hình rơi lệ nhìn cánh cửa sắt đầy loang lổ đóng chặt, trong lòng bi thương, lui về phía sau mấy bước, đột nhiên cả người mệt mỏi nắm dây túi sách, mang giày cao gót, lảo đảo đi về phía tròi canh gác bên cạnh nhà giam, dọc theo bên tường, không còn hơi sức ngồi xổm xuống, mờ mịt nhìn rừng hoa tử kinh trước mặt. Cảnh sát gác cửa trước mặt, nhìn đường khả hình không còn hơi sức ngồi xổm ở bên tường, liền lạnh lùng hỏi, đã nói không thăm tù, cô vẫn còn ở nơi này làm gì? Đường khả hình cũng không biết mình nên làm gì, chỉ sâu kín rơi lệ nhìn tới trước. Cảnh sát gác cửa nhìn cô kiên trì, cũng không có để ý đến cô, tiếp tục đứng nghiêm. Gió mát từng làn thổi tới, không đến bao lâu, bởi vì là đầu mùa hè nên có một trận mưa, toàn bộ thế giới giống như ướt đấm, âm thanh róc rách bao phủ khắp cả cảnh vật. Đường khả hình vẫn ngồi xổm ở bên tường, thật may mái che tròi canh gác của cảnh sát đưa ra, che cho cô một chút gió mưa. Cảnh sát gác cửa lại nghi ngờ xoay người, nhìn hai mắt cô gái này ứa nước mắt, đón gió lạnh, sắc mặt rất tái nhợt, cũng có chút không đành lòng nói, mau trở về đi, đứng ở chỗ này làm gì. Cô đợi thêm cũng không được, đây là kỷ luật. Sắc mặt của đường khả hình tái nhợt, bình tĩnh, cô không còn hơi sức nhận biết địa phương nào, nhưng trong lòng nghi ngờ làm cho cuộc đời của cô giống như bị trói buộc, trói thật chặt, thật chặt. Thời gian lại trôi qua. Người gác cổng đổi 2K, mưa to tiếp tục rơi xuống, đêm tối lại tới. Cô gái kia vẫn ngồi ở bên tường tròi canh gác cũng không nhúc nhích, nhìn rừng núi phía trước, một mảnh tối đen. Giao ban, trưởng nhà giam ra ngoài nhìn cô một cái, lại im lặng đóng cửa đi vào. Đường khả hình đầu tựa vào bên tường, cả người mệt mỏi và đói bụng, sắc mặt tái nhợt ôm đầu gối nhìn tới trước, hai mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt nước mắt. Nước mắt rơi xuống đất. Thời gian lần lượt thay đổi, giống như đêm qua người đàn ông vì yêu chờ đợi, tối nay cô gái này cũng ở đây canh chừng thế giới này. Đúng vậy, thời gian rất đau lòng cũng đã đến buổi sáng. Bầu trời mới vừa hừng sáng, trời xanh xanh lấp lánh ánh sao. Bóng cây đứng yên, mưa to rốt cuộc chấm dứt. Thời gian thăm tù còn một tiếng đồng hồ. Đường khả hình, cô gái này, tái nhợt khuôn mặt, tóc trước chán sốc sách, hai mắt lộ ra mờ mịt bi thương, giống như người chết nhìn tới trước. Rốt cuộc, trưởng nhà giam trở ra, cao mày nhìn đường khả hình có thể ở chỗ này một ngày cả đêm, anh thở dài một cái chỉ đành phải khàn khàn nói vào đi chấm than ngoặc kép hai mắt đường khả hình sưng đỏ tiêu tụy lóe lên một cái mờ mịt quay đầu nhìn trưởng nhà giam bởi vì chờ đợi cả đêm lý trí và tình cảm tất cả đều yếu ớt mau vào đi cảnh sát gác cửa nhắc nhở cô nói cho phép cô thăm tù trước tinh thần đường khả hình khẽ chấn động vội vàng nắm túi sách chống thân thể ngồi xổm tê dần khó chịu nhanh chóng đi vào nhà giam cửa rầm 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 đẩy ra. Đường Khả Hinh đi đến con đường thăm cha nhiều năm, hai mắt ứa lệ, đi theo hai người cảnh sát đi vào phòng thăm tù, rốt cuộc đi đến trước cánh cửa nặng nề mở ra. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tay còng xích sắt, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn con gái. "Cha." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đã trải qua một ngày một đêm khổ sở, rốt cuộc nhìn thấy cha, cô nhào tới, ngồi ở trước bàn vươn tay nắm chặt hai tay bàn tay nhăn nheo của cha già. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Đường Chí Long đau lòng cầm ngược bàn tay nhỏ bé của con gái, ngẩng đầu lên tràn lệ nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của con gái, nhớ tới Lưu trí Đức, trong lòng đau nhói. "Cha, thân thể cha có khỏe không?" Đường Khả Hinh đã rất đói khát, cảm xúc sụp đổ, vốn trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lúc nhìn thấy cha, trái tim lập tức mềm nhũn. "Khỏe, rất khỏe." chấm ngoặc kép Đường Chí Long nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái, nhưng trong lòng đau nhói, khó nhịn đau thương cúi đầu, đột nhiên rơi lệ. Cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình rơi lệ nhìn cha, nghẹn ngào nói tại sao cha khóc. Cha có lỗi với con, chấm ngoặc kép, đường Chí Long hối hận, nói nếu như không phải là cha, con cũng sẽ không chịu khổ sở. Chấm ngoặc kép, không, cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình biết lưu trí đức đã nói cho cha nghe chuyện ba năm trước đây, cô rơi lệ lắc đầu nói cha con không hối hận làm con gái của cha con rất hạnh phúc làm con gái của cha chỉ là hôm nay con có chuyện không hiểu tại sao con không thể cùng trang hạo nhiên ở chung một chỗ tại sao chấm ngoặc kép đường trí long lập tức ngẩng đầu lên rốt cuộc muốn xác định nhìn đường khả hình căng thẳng hỏi con nói cho cha biết có phải con thật cùng hạo nhiên ở chung một chỗ hay không đã sống chung sao tôi chấm ngoặc kép Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, không biết nên nói gì, khuôn mặt tiểu tủy cúi đầu. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Đường Chí Long đột nhiên nghiêm túc nắm chặt đôi tay con gái, căng thẳng nói, "Cha cho con vào hoàn cầu, là vì ước mơ chuyên gia hầu rượu của con, nhưng cha tuyệt đối không ngờ rằng, con có thể cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ." "Các con không thể ở chung một chỗ, các con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ." chấm than ngoặc kép. "Cha," chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn cha, bật khóc nói cha làm sao thế lần trước không phải con đã nói với cha về tổng giám đốc cha cũng không có phản đối sao nhưng cha không nghĩ tới các con sẽ ở cùng nhau chấm than ngoặc kép đường trí long đau lòng nhìn con gái nói chuyện nhiều năm trước cha cho rằng tất cả đã qua sẽ không phát sinh ký ức nữa nhưng bây giờ không được các con không thể ở chung một chỗ nếu như các con ở chung một chỗ cha xem như không có đứa con gái này cha chấm ngoặc kép Đường khả hình khổ sở, rơi lệ sụp đổ, gọi cha, cha, cha biết không? Kể từ lúc cha vào nhà giam, mẹ tái giá, anh trai vì chị dâu không có để ý đến con, con vẫn ở cùng với nhã tuệ lớn lên, nhưng cha không biết, nổi khổ trong lòng con, thật rất cô đơn, rất cô đơn, con rất khát vọng yêu, con rất khát vọng người khác thương con, con mới vừa đã trải qua một đoạn tình yêu sống chết, trong lòng vốn như cho tàn, chạy trốn tới nước anh, nhưng trang hạo nhiên, anh ấy tựa như ánh mặt trời cuối cùng trong cuộc đời của con cho con tất cả ấm áp anh ấy đối với con thật rất tốt rất tốt anh ấy gọi con là nhóc vẫn không xa rời con con ăn cơm anh ấy gắp thức ăn đút cho con con thi đấu anh ấy thức khuya làm bảng đăng ký cho con con vì tình yêu mấy lần biến mất anh ấy phát điên đi tìm con con đi nước anh vốn đã sống không nổi nữa anh ấy đốt củi sưởi ấm con khứu giác của con biến mất anh ấy mang con đi vườn nho tình yêu của con biến mất anh ấy dùng tình yêu của mình kêu gọi con. Con hiểu nổi khổ trong lòng anh ấy, nhắc đến tình yêu đã qua, anh ấy hẳn rất uất ức, nhưng anh ấy lại đi tới trước mặt của con, ôm con dỗ dành con. Cuộc sống của con từ từ khôi phục, anh ấy đối với con mà nói, không chỉ có yêu, anh ấy ở trong mưa, cắt quả dương đào, vực dậy tinh thần của con, thương yêu con, để cho lòng của con giống như cha chưa từng rời khỏi, rất thực tế và an toàn. Cha, mấy ngày nay quả thật con rất hạnh phúc, con không biết đó là một loại tình cảm như thế nào, nhưng con thật sự vô cùng vui vẻ. Cha, cho tới bây giờ con cũng không có cầu xin cha cái gì. Lần này, cha hãy tác thành cho con gái đi. Con cầu xin cha, tôi không thể rời khỏi anh ấy, tối hôm qua anh ấy bị sốt còn canh giữ ở phòng của con, lòng của con như dao cắt, nhưng con cũng không làm được gì. Hiện tại anh vẫn rất khổ sở, bởi vì con có thể cảm nhận được anh ấy yêu chân thật. Cha, con không thể vứt bỏ anh ấy. Con không thể, con không thể, con thật sự không có thể. Con cầu xin cha, chấm ngoặc kép. Đường trí long lệ già giàn rụa, khổ sở nắm tay của con gái, thân thể run rẩy. Cha, con cầu xin cha, mặc kệ ra tình cảm gì, con cũng không thể có lỗi với anh ấy, con cũng không thể vứt bỏ anh ấy. Cha, nhiều năm qua, con thật khó gặp được một người dốc hết lòng đối với con như vậy. Con cầu xin cha, cha, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nắm chặt tay cha, gục đầu trên mu bàn tay của cha, thất thanh khóc giống, con thật sự không muốn để cho anh ấy thất vọng, con cũng không muốn làm cho anh ấy đau lòng khổ sở. Anh ấy vì con bỏ ra rất nhiều, con muốn trả lại cho anh ấy một chút. Cha, con cầu xin cha, chấm ngoặc kép. Không được, không được, các con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Chấm than ngoặc kép, đường trí long vẫn kiên trì. Cha, đường khả hình nắm mạnh tay cha, khóc cầu khẩn con cầu xin cha rốt cuộc có lý do gì phải phản đối chúng con cha con thật sự không thể rời khỏi anh ấy con không muốn để cho anh ấy đau lòng cha chấm ngoặc kép đường trí long rơi lệ đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn con gái hỏi con thật muốn sống chung với cậu ấy con chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn cha nhớ tới tình yêu của trang hạo nhiên đối với mình nước mắt chảy xuống sâu kín nói con con không muốn rời khỏi anh ấy. Con không muốn làm cho anh ấy đau lòng, khổ sở. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt đường trí long lóe lên, đột nhiên sâu kín gật đầu, nói tốt. Tốt, vậy cha tác thành cho con. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên, có chút kích động nhìn cha. Sắc mặt đường trí long đột nhiên tái nhợt, giống như quyết định, chậm rãi đứng lên, nói các con ở chung một chỗ đi. Cha tác thành cho các con. Chấm ngoặc kép. Ông nói xong, thân thể già nua đứng lên, xoay người đi khỏi. Cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên có chút căng thẳng đứng lên, nhìn cha. Các con ở chung một chỗ đi, ở chung một chỗ, cha chúc mừng các con. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt đường trí long giống như phủ lên một tầng chết chóc, cất bước đi ra khỏi phòng thăm tù. Cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại đau lòng gọi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hai cha con. Đường khả Hinh ngồi yên ở một bên, đột nhiên rơi lệ không hiểu cha. Trong nhà giam, phạm nhân đi khắp nơi. Đường trí long bước từng bước, đi dọc theo hành lang thật dài, đi trở về nhà giam, hai mắt già nua mờ mịt, trong tay không biết từ lúc nào, xuất hiện một cây tăm gọt thành dao nhọn, nằm lại trên giường, nghe bạn tù đùa giỡn, ông thê lương cuộn tròn thân thể, đắp kín chăn, tay cầm cây tăm, run rẩy rũi tới bên cổ tay, buồn bã đau lòng nói, khả Hinh. Cha thành toàn cho các con cha đi trước một bước, chấm ngoặc kép, cây tam nhanh chóng đâm vào trong thịt, máu tươi tràn ra. Cửa nhà giam mở ra, đường khả hinh mờ mịt mệt mỏi, nắm túi sách từng bước từng bước, loạn choạng đi ra ngoài, nghĩ tới vẻ mặt cha mất mát, tan nát cõi lòng, còn có giọng nói tuyệt vọng, trong lòng của cô như dao cắt, nước mắt từng viên chảy xuống. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, có một cảnh sát gác cửa, đột nhiên nhận được thông báo, lập tức nhìn đường khả hinh, kêu to, vị tiểu thư phía trước, cô đừng đi, cha cô tự sát. Đang đưa đi bệnh viện, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình xoay người, vừa nghe đến những lời này, trái tim chợt vỡ vụn, hoa một tiếng, đau lòng sụp đổ, áy náy bật khóc, kêu to cha. Chấm ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 606, không cần lý do. Bệnh viện, đường khả hình khẩn cấp nhào vào phòng bệnh, lập tức nhìn thấy cha mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đã được cấp cứu xong, đang thoi thóp nằm ở trên giường, đôi tay rũ một bên, cổ tay bị cắt, quấn băng gạc thật dày, hai tròng mắt già nua chỉ còn một chút ánh sáng nhìn trần nhà trắng tinh, lộ ra vô hạn thê lương. Cha, đường khả hình lập tức quỳ trước mặt cha, đau lòng nắm chặt tay ông, khóc nói cha làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cha nghĩ không ra như vậy? Đường trí long cũng không nói lời nào, chỉ lộ ra thê lương, trên khuôn mặt già nua khẽ co quắp, nước mắt đau thương chảy xuống cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn cha khổ sở như vậy, lòng của cô như dao cắt, đau đớn rơi lệ nắm tay cha chạm vào trên mặt mình, mới nghẹn ngào nói cha biết không. Từ nhỏ mẹ và anh trai đã vứt bỏ con, cuối cùng con có một loại cảm giác, chỉ có con và cha sống nương tựa lẫn nhau, cha còn sống chính là hạnh phúc lớn nhất của con trong hiện tại, nếu không, con cũng không biết con cố gắng là vì cái gì. Cho dù trên thế giới này xảy ra chuyện kinh thiên động địa thì cha của con vẫn là người máu ngủ ruột thịt trong đời con, nếu như cha xảy ra chuyện, con sẽ bị mất tất cả. Con biết rõ con ích kỷ, hiểu cha ở trong tù sống không bằng chết, nhưng con gái vẫn hy vọng cha có thể sống, cho dù không thể hầu hạ dưới gối của cha, ít ra cũng không cần phải rời khỏi cuộc đời. Có lúc cô đơn đau khổ, còn có thể được nhìn thấy cha, tâm sự lời trong lòng, trôn xuống nắm đất vàng, không chỉ là tình cha con chân quý nhất giữa chúng ta, mà còn một chút ấm áp khi tay cầm tay, có trời mới biết phần ấm áp này, mới là vô giá trên đời chấm ngoặc kép, đường trí long mờ mịt thê lương rơi lệ. Cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nắm chặt tay cha, khóc nói, cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời con, con có thể vì cha buông tha tất cả mọi thứ. Nếu cha phản đối con và Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ, con hứa với cha. Con không sống chung cùng anh ấy nữa. Chấm ngoặc kép. Đường trí long đau lòng chậm rãi quay đầu nhìn con gái, nước mắt lại từng viên trượt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn rơi xuống. Cha, Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt cha như vậy, lập tức rơi lệ nói, "Chỉ cần cha hứa với con, cha không làm việc mốc nữa, chuyện gì con cũng đồng ý với cha. Nhưng nếu cha còn đối với thân thể của mình như vậy, con không tha thứ cho cha, con sẽ chết cùng cha. Con tuyệt đối sẽ không sống trộm." Trong lòng Đường Chí Long đau nhói, nhìn con gái khổ sở như vậy, chậm rãi vươn tay, run rẩy khẽ vuốt khuôn mặt con gái. "Cha." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại nắm chặt tay cha nước mắt từng viên chảy xuống. Đường Chí Long không muốn nói chuyện, mà nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Đường Khả Hinh lặng lẽ rơi lệ nhìn cha khổ sở như vậy, lòng của cô đau đớn, cả người ngã tại mặt đất, cả đời đều muốn, muốn làm sao để nhận lấy hết bi thương về mình, để cho tất cả người bên cạnh hạnh phúc. Bầu trời tối tăm, mây đè xuống nặng nề, mây đen càng ngày càng dày đặc. Có chỉ con bươm bướm xanh vì tránh gió mưa ngoài cửa sổ, bay vào phòng bệnh trắng tinh, đậu ở song cửa sổ, phe phẩy đôi cánh mệt mỏi. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, hai mắt dương dương mệt mỏi đi ra phòng bệnh, bởi vì hai ngày thân thể không có nghỉ ngơi, đã cực độ yếu đuối, tay vịn vách tường, từng bước từng bước đi về phía trước. Thật ra, ai có thể hiểu rõ kiên cường thật sự, chúng ta kiên cường, dũng cảm, có đôi khi thật sự bởi vì bên cạnh mình có người đáng giá để cho bạn trả giá. Cô gái này, cả đời đều cố gắng, chỉ vì trong lòng của cô có một người cha vĩ đại cho cô suy nghĩ cao thượng để cho cô còn nhỏ tuổi mà có thế giới rất rộng lớn tương lai giống như ở một nơi rất xa chỗ đó có cỏ lavender màu tím trong chóng gió hà lan màu trắng còn có hình ảnh cô bé với chiếc giày cao gót thật hạnh phúc cho tới bây giờ cô cũng luôn gặp phải ác mộng và cho tới bây giờ cũng gặp một giấc mộng rất hạnh phúc trong mộng có một người anh trai lớn hứng lấy trong chóng gió khắp nơi cõng cô đi về phía trước Thậm chí cô còn nằm mơ thấy anh trai lớn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cùng nhau nằm ở trong thảm cỏ lavender, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, còn có con chim nhỏ bay qua. Tuổi thơ của cô thật hạnh phúc, nhưng vẫn dừng lại đó. Hôm nay, không biết vì sao, Đường Khả Hinh đột nhiên rất nhớ, rất nhớ tới người anh trai lớn khi còn bé, anh sẽ đánh đàn piano rất êm tai và cõng mình đi rất xa. Mưa to lại tiếp tục rơi xuống. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa chiếc taxi màu đỏ dừng ở cửa chung cư. Đường khả hình nắm túi sách, lòng như cho tàn đi xuống xe, mặc cho nước mưa chút xuống, mới vừa muốn cất bước đi về phía trước. Một bóng dáng màu trắng, ngăn ở trước mặt của mình. Cô sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt, hai mắt ngưng lệ sửng sốt. Trang hạo nhiên vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng ngày hôm qua, chống cây dù trong suốt, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra mấy phần mệt mỏi và tiêu tụy, ống quần đã ướt đẫm, nhìn ra đã chờ đợi ở đây thật lâu thật lâu, lúc nhìn cô, hai mắt lộ ra ánh sáng bình tĩnh. Có lẽ, đây là chuyện quan tâm nhất anh có thể làm vì cô. Đường khả hình bình tĩnh nhìn anh, nước mắt từng viên từng viên lăn ra. Nếu đi được tự nhiên như vậy, tại sao còn phải khổ sở như vậy? Trang hạo nhiên cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Hai mắt đường khả hình lóe lên một cái, cả người đều chứa đựng bi thương, nhưng cũng không nói lời nào anh không muốn ép buộc em bất cứ chuyện gì từ tối hôm qua anh vẫn đứng ở chỗ này chờ em chỉ muốn một kết quả trang hạo nhiên lại chậm rãi nói anh muốn kết quả gì giọng của đường khả hình yếu ớt không còn hơi sức giống như linh hồn đã bị hút hết em quyết định ngay cả một phần trăm cơ hội cũng không cho anh trang hạo nhiên nhàn nhạt hỏi trong lòng của đường khả hình đau nhói hai mắt ửng đỏ đau đến nước mắt chảy xuống sâu kín nói, em chỉ không muốn cho bản thân mình một phần trăm cơ hội này. Chấm ngoặc kép chấm. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhấp nháy, tràn ra mấy phần đau lòng, đè nén xúc động tràn dâng trong thân thể mình, thở dài một hơi, mới khó khăn hỏi, tại sao? Đường Khả Hinh không có nhìn anh, chỉ nhìn chăm chú cây hoa anh đào ướt xuống bên trong chung cư, hai mắt nổi lên hơi nước, nghẹn ngào nói, em rất muốn hạnh phúc, em khát vọng có thể sống vui vẻ từng ngày, nhưng em phát hiện, những cuộc gặp gỡ trong đời và số phận được định sẵn cho mình có liên quan chặt chẽ, thật ra em có cố gắng đi nữa, cũng không có biện pháp ngăn cản một chút chuyện xảy ra, ví dụ như Cuộc sống của em, không phải của riêng em, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nghi ngờ nhìn cô Ví dụ như tình yêu của em, không phải là của bản thân em, chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình chảy xuống, đột nhiên cười, cười thật xinh đẹp, xinh đẹp giống như hoa anh đào mùa xuân Trang hạo nhiên nghe lời này, trong lòng đau nhói. Trong lòng của đường khả hình vô hạn thê lương, nhưng vẫn thẳng thắn trải lòng mình, sâu kín nói, hiện tại em mới hiểu được, trong tình yêu, chia tay là tột cùng thống khổ. Sau lưng bị đâm một đau, trái tim bị moi ra, là vết thương cạn nhất. Được yêu đã không dễ dàng, những vết thương sau lưng, có nghĩ gì? Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên đau lòng gọi cô, thật sự có yêu như vậy sao? Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, Nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt chảy xuống, dịu dàng nói, rốt cuộc ai có thể hiểu được tình yêu? Em phát hiện, càng yêu, càng không hiểu. chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên không thốt nên lời. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông kiên nghị, phóng khoáng dưới cây dù, chậm rãi nói, tối hôm qua em gặp một giấc mơ, em mơ thấy mình khi còn bé, gặp một người anh trai lớn mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, anh ấy rất dịu dàng với em, rất tốt, rất thích phóng em đi về phía trước khi em tỉnh lại, có một thoáng thất thần nghĩ anh chính là người anh trai lớn lúc em còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô. Nhưng, điều này cũng chỉ là trong một thoáng chốc thất thần mà thôi, hôm nay cuộc đời của em đã tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên xoay người đi khỏi anh, mặc cho mưa gió vỗ vào trên mặt mình, để lại quyết định sau cùng, sâu kín nói, Trang Hạo Nhiên, em không thể chấp nhận tình yêu của anh. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Cô gái này để lại những lời này, liền dọc đi theo con đường lớn cây hoa anh đào màu xanh thẳm đi tới, bóng lưng nhàn nhạt, nhàn nhạt, giống như một luồng tư tưởng. Trang hạo nhiên, người đàn ông này, che dù đứng ở trong mưa, sâu kín nhìn bóng lưng cô gái kia dịu dàng đi khỏi, cuối cùng hai mắt hiện lên nước mắt, thở dài một hơi, nhìn con đường nhỏ quanh qua phía trước, cất bước đi khỏi. Tình yêu ơi, mi có biết không? Lúc chia tay, người không yêu bạn, muốn nói với bạn rất nhiều lý do, nhưng người yêu bạn thì không cần lý do. chương 607, Đích Thân gặp mặt. Đêm, mưa đã ngừng rơi, ánh đèn nê ông trong thành thị sáng lấp lánh. Trang hạo nhiên mặc màu đen áo sơ mi, quần tây màu trắng, ngồi ở một quán ba hẻo lánh, tay cầm một ly whisky, nhìn các cô gái mặc váy ngắn hấp dẫn trước mặt, đang đứng ở trong sàn nhảy ca hát, uống một hớp rượu lớn. Lâm sở nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành cùng lãnh mặc hàn ngồi chung ở đối diện, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ một mực nghe ca sĩ hát, khi ánh mắt em ngắm nhìn vào mắt anh, từ nay thế giới không hề cần ngôn ngữ nữa, đôi môi em nghênh đón nụ hôn của anh, từ nay thế giới không cần thời gian nữa, có tình yêu ôm ấp trái tim anh, có em có khổ sở và ngọt ngào. Những gì ngày hôm qua, có thể nhốt chặt ước vọng hôm nay, có bao nhiêu lần lạc lối, là vì có thể dừng lại trong chớp nhoáng này, bởi vì em, cho nên mới có ngày hôm nay. Anh không nói chuyện gì, uống một ngụm rượu lớn. Được rồi, đừng uống nữa. Cũng mấy chai rồi, Lâm Sở Nhai nhìn không đành lòng, nhắc nhở anh. Anh cũng đáng đời, Tô Lạc Hoành nhìn anh, tức giận nói thật, ban đầu hỏi anh, có phải thích tiểu đường hay không? Anh ngậm miệng không thừa nhận, anh thừa nhận chúng tôi cũng sẽ đưa ra biện pháp tốt cho anh thôi. Trang hạo nhiên không lên tiếng, tiếp tục uống hết ngụm rượu cuối cùng, chỉ thở dài một hơi, nhàn nhạt lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, nhìn tấm hình đường khả hình chụp ở Cambridge nở nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, miệng của cô. Mặt của anh dần dần hiện lên nụ cười. Nhớ cô ấy thì gọi điện thoại cho cô ấy đi. Tô Lạc Hoành nhìn anh, thật sự bất đắc dĩ nói. Hai mắt trang hạo nhiên nhẹ nhàng di động mấy phần nhớ nhung, nhưng chỉ khẽ mỉm cười, nói, hiện tại tôi chỉ nhớ một người. Chấm ngoặc kép. Người nào, bốn người cùng nhau hỏi anh. Tưởng thiên lỗi, trang hạo nhiên lạnh nhạt nói. À mấy người kinh ngạc nhìn anh. Anh nói xong, lại sâu kín nhìn cô gái trong màn hình điện thoại di động, giống như cảm giác say ập tới, tay rũ xuống bên ghế salon, trầm trầm ngủ mất. Thế nhưng anh cũng không biết, ngón tay giữa vô ý nhấn một cái, nhấn dãy số của cô gái kia, từ tối hôm qua tới hôm nay, gọi hơn 100 cuộc. Điện thoại trực tiếp gọi tới một đầu khác. Phòng trọ nhỏ màu trắng. Nhã tuổi cùng cha mẹ, hết sức kinh ngạc nhìn đường khả hình mặc quần áo thể thao ngắn màu trắng, Chải hai bím tóc, mang bao tay màu xanh dương, cầm một bàn chải trắng, ngồi xổm ở dưới sàn phòng tắm, càng không ngừng trà sát khe hở, vừa trà vừa thở mệt nhọc. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đau lòng gọi cô, nói cô, cô làm sao vậy? Hai ngày chưa có trở về, nơi này quá dơ rồi, cô cũng không nói gì nữa, chỉ phát điên trà sàn nhà, lại mở một thùng nước, rội rửa. Khả Hinh, con mới vừa trở về, nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Trí Đức lo lắng nhìn cô gái này. Không cần, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh tiếp tục dùng sức trà sàn nhà, vừa trà vừa nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của Trang Hạo Nhiên hôm nay che dù, đứng ở trong mưa nhìn mình, nước mắt tràn ra. Điện thoại di động ở đầu kia vang lên. Nhã tuệ giật mình vội vàng xoay người đi vào gian phòng, thấy điện thoại của khả Hinh vội vàng cầm lên chạy như bay qua, nói, khả Hinh điện thoại của cô. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn điện thoại một cái, trong lòng giống như bị điện giật. Điện thoại của Tổng Giám Đốc Trang, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, sắc mặt hơi thu lại, do so dự một lát, rốt cuộc cầm điện thoại, tựa vào cạnh cửa, lắng nghe. Trang Hạo Nhiên đã ngủ thật say, điện thoại di động vẫn tiếp thông. Toàn bộ thế giới giống như không có chút tiếng động, nữ ca sĩ trong quán ba tiếp tục hát bài, to dây, khi bàn tay của anh, mơn chớn ngón tay của em, thế giới từ nay ít đi cô đơn, khi anh nói cả đời này chỉ vì mỗi ngày yêu em nhiều thêm một chút, thế giới từ nay có thêm một khuôn mặt tươi cười, có tình yêu đang ôm ấp trái tim em, có anh có khổ sở và ngọt ngào, những gì ngày hôm qua là vì có thể nhốt chặt ước vọng hôm nay, có bao nhiêu lần lạc lối là vì có thể dừng lại ở trong chấp nhoáng này, bởi vì anh, cho nên mới có ngày hôm nay. Đường Khả Hinh nghe ca từ bài hát này, nước mắt lập tức tràn ra. Trang Hạo Nhiên say mơ màng, giống như đã đi vào giấc mộng. Nước mắt cũng trong thoáng chốc này, trong cái thế giới kia không ngừng chảy. Thật ra, đối với bọn họ chuyện tàn nhẫn nhất, chính là bọn họ chia tay mà không biết nguyên nhân chia tay. Mặc kệ chuyện bi thương đến bao nhiêu, chỉ cần bạn còn sống, sẽ phải tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Sáng sớm hôm sau, đường khả hình rời giường trước nhã tuệ, mặc quần váy ống rộng màu đen, áo thun màu đen, dùng một khăn quàng cổ nhỏ màu trắng quấn quanh cổ, dài tóc dài rũ xuống bay bay, đứng ở trước kính toàn thân, cầm hộp phấn, nhẹ nhàng thoa khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đánh bóng mắt xinh đẹp, thoa một chút son môi màu đỏ thấm, để cho mình trông không có vẻ tiêu tụy. Khả Hinh, dậy rồi hả? Chấm ngoặc kép, nhã tuệ đẩy nhẹ cửa phòng ra, thấy đường Khả Hinh mỉm cười gọi nhỏ. Đường Khả Hinh cũng quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói ừ. Hai ngày nay không có đến công ty, có chút lo lắng, hơn nữa bác dịch tiên sinh hẹn tôi dùng điểm tâm đoán chừng là muốn mắng tôi nhã tuệ đau lòng nhìn cô cười hỏi không có sao chứ đường khả hình nhìn cô trên mặt hiện lên nụ cười nói không có việc gì chấm ngoặc kép nhã tuệ nhìn cô chầm chầm, cũng chỉ gật đầu một cái đường khả hình nhanh chóng xoay người cầm lên một cái áo khoác ngắn màu đen phủ thêm nhắc túi sách nhỏ màu đen mang giày cao gót màu đen đế dày bước nhanh đi xuống lầu mỉm cười chào tạm biệt hai ông bà Lưu Trí Đức, liền nhàn nhạt đi ra cửa. Khả Hinh, không có sao chứ, Lưu Trí Đức vẫn có chút lo lắng nhìn bóng lưng cô gái này, hỏi Nhã Tuệ mới đi xuống lầu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ đứng ở một góc cầu thang lầu, nhìn theo bóng lưng cô, khẽ thở dài một hơi. Hiện tại ánh nắng mặt trời rực rỡ, đường lớn Tân Hải, gió mát thổi tới, sóng biển tuôn trào. Một chiếc xe buýt màu trắng, chậm rãi dừng ở trạm xe trước khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh nắm túi sách, nhanh chóng đi xuống xe, vừa đi về phía trước, vừa nhắc cổ tay, nhìn thời gian, đã 9 giờ 20 phút, cô đón gió lớn lập tức đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, liền ngây ngốc nguyên chỗ. Đại sảnh khách sạn Á Châu, nhất thời trải thảm tím, lá cờ hiệu từ 5 biến thành 6 lá cờ, ở hai bên thảm tím thấm, đứng đầy toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu, bao gồm nhân viên hội đồng quản trị tổng công ty Lauren và Vista cũng đứng vào vị trí quản lý bộ rượu hàng thứ ba. Bầy trận lớn như thế đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hình còn ngây ngốc tại chỗ. đúng lúc này điện thoại di động vang lên. cô lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số của Tiêu Đồng gọi tới, cô lập tức nghe đáp, vâng. bây giờ cô đang ở đâu? Tiêu Đồng gấp gáp gọi. ở đây, ở đây, ở quảng trường trước đại sảnh. chấm ngoặc kép Đường khả hình không khỏi có chút cảm giác căng thẳng, ngây ngốc đáp. Lập tức tới ngay, Chủ tịch Trang và Trang phu nhân hoàn á chúng ta, còn có Trang tiểu thư đã trở về nước, Chủ tịch Tường và Tưởng phu nhân cùng Tuyết Nhi tiểu thư, tự mình nhận điện thoại, cùng nhau đi tới khách sạn chúng ta, Chủ tịch Trang muốn đích thân gặp cô. Chấm than ngoặc kép, tiêu đồng vội vã gấp gáp nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ choáng váng, sửng sốt hỏi, đích thân. Gặp tôi. Đúng vậy, bây giờ cô ở chỗ nào? Tiêu đồng cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra đại sảnh khách sạn, ngắm nhìn khắp nơi, quả nhiên nhìn thấy đường khả hình một mình đón gió lớn, ngây ngốc đứng ở quảng trường, cô nhìn về phía đường khả hình, ngoắc tay kêu to, khả hình. Mau, chủ tịch tới ngay. À, ô, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe xong, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hồn phách cũng bay mất, há miệng run rẩy cất điện thoại di động vào túi trong túi sách của mình, vội vàng bước nhanh tới nhưng người còn chưa đi tới đại sảnh khách sạn, đầu kia một đoàn xe hơi đông nghẹt, đã lái tới bên này. Cô đón gió lớn, nhìn chiếc Rolls Royce màu bạc dẫn đầu, còn có một đoàn xe hơi màu trắng của Tổng lãnh sự quán nước Anh chạy theo phía sau, cô lập tức cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài. chương 608, người đâu rồi? Đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu lập tức đứng thẳng người, nghênh đón chiếc Rolls Royce màu bạc và màu trắng dẫn đầu một loạt tiếng bước chân, nhanh chóng từ đại sảnh truyền đến. Tưởng thiên lỗi, mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi trắng, nghiêm nghị phong độ đi ra ngoài, trang hạo nhiên, mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu đen, phong thái tao nhã, mang theo khí thế hào sảng, mỉm cười đi ra, cùng nhau đứng ở trước thảm tím, cung kính nhìn hàng xe đi trước, đi theo phía sau hai người là bốn phó tổng giám đốc. Một cơn gió mãnh liệt thổi tới, xoáy lên. Giám đốc hoàn cầu, Quách Tử Minh mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước cài nơ màu vàng, dẫn thư ký trưởng nghiêm túc đi tới trước xe Rolls-Royce màu trắng, chậm rãi mở ra, lập tức cung kính khom lưng gật đầu, gọi nhỏ chủ tịch tưởng, tưởng phu nhân, nhị tiểu thư. Chấm ngoặc kép chấm. Ừ, chấm ngoặc kép, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đường Khả Hinh đứng ở trước gió thổi, cũng không nhịn được lạnh lẽo đối với giọng nói này, còn nhớ rõ giọng nói này đã từng vô tình phản đối mình. Quả nhiên, không bao lâu, tưởng vĩ quốc mặc tây trang màu đen, vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị đi ra chiếc Rolls Royce, vừa cái cúc áo tây trang, vừa đón gió lớn, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng như ông vua kiêu ngạo nhìn chúng quần thần. Thư ký Y Linh lập tức đi tới cửa xe bên cạnh, cung kính khom lưng, gọi nhỏ tưởng phu nhân. Nhị tiểu thư, chấm ngoặc kép, bên trong buồng xe không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nhìn thấy bóng người di động, không đến bao lâu, rốt cuộc bên trong buồng xe đi ra một người phụ nữ mặc váy dài màu đen không có tay, búi tóc trang nhã gọn gàng, đeo dây truyền ngọc trai khảm phỉ thúy, trang điểm tinh tế, xinh đẹp, phong thái uy nghiêm, sắc bén, ngửa mặt nhìn mọi người lộ ra thái độ nữ chủ ở trên cao. Hai mắt đường khả hình chợt lóe, kinh ngạc nhìn tưởng phu nhân, ăn mặc hết sức thời thượng, quyến rũ, từ trong xương lộ ra cao quý, làm người ta không thể coi thường, khó trách cả người tưởng thiên lỗi mang khí thế vương giả, thật ra trời sinh hơn phân nữa đến từ người mẹ của anh. Người giúp việc đi theo mặc đồng phục màu đen, lập tức phủ thêm khăn lụa dài tua ren màu đen cho bà chủ. Vẻ mặt Diệp Mạn Nghi lộ ra nhàn nhạt, nắm nhẹ khăn lụa. Tưởng Tuyết Nhi, cô gái nhỏ này ví như thiên sứ, hôm nay mặc mini skirt gen màu trắng, tóc xoăn dài đến eo, buộc hai bên, vô số đóa hoa nhỏ màu trắng, điểm nhẹ phân tán ở trên bím tóc, mỉm cười nhìn gấu bông nhỏ của mình, trong mắt khẽ chớp lộ ra khuôn mặt búp bê mê người. Chủ tịch tưởng, tưởng phu nhân, nhị tiểu thư, chấm than ngoặc kép, toàn thể lãnh đạo cấp cao hoàn cầu lập tức hướng về phía bọn họ khom lưng chào hỏi. Tiếng hô vừa dứt, Quách Tử Minh lập tức nhanh chóng tiến lên, đi tới trước một chiếc Rolls Royce màu trắng phiên bản dài, cung kính mở cửa xe, gọi nhỏ cung ninh chủ tịch Trang, Trang phu nhân, đại tiểu thư trở về nước. Vừa dứt lời, ngay sau đó Trang tính Vũ mỉm cười đi ra chiếc Rolls Royce, mặc tây trang màu trắng, tác phong thân sĩ người Anh, vạt áo trước cài hoa màu tím đậm, đi xuống xe, cả đại sảnh lập tức sáng rỡ, ông lịch sự nho nhã, tiếng tăm lại vang dội quốc tế, tác phong làm việc nghiêm nghị, cưng chiều cấp dưới, lúc làm việc mạnh mẽ vang dội, đã từng tiếp nhận hoàn á, bổ nhiệm CEO của tổng công ty tại nước Anh, năm đó mang theo ngàn vạn khí thế, càn quét, nói tới năm đó, không người nào không sợ hãi cảm thán, không người nào không ca tụng mà tình yêu của ông cùng với tổng giám đốc phu nhân càng là gương mẫu cho xã hội thượng lưu nước Anh. Đường Khả Hinh nhìn thấy ông chú này, trong lòng của cô không khỏi ấm áp, trên mặt không nhịn nở nụ cười ngọt ngào. Trang phu nhân, chấm ngoặc kép, Tả Linh mỉm cười mở cửa xe. Một mùi thơm hoa bách hợp ban sớm tự nhiên bay đến. Đường Khả Hinh ngửi được mùi thơm này, không khỏi chấn động, hai mắt lập tức lóe sáng, tò mò nhìn vị trang phu nhân trong truyền thuyết này là người như thế nào bên trong xe đi ra một người phụ nữ tuổi chừng 30, mặc váy ren dài cao cổ màu trắng do chuyên gia thời trang quốc tế tự mình thiết kế cho bà, giữa cổ đính một viên đá quý ruby đỏ bằng trứng chim bồ câu, 20 cala, mái tóc bên trái trải thành ba sợi bính, rũ nhẹ ở trên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt mơ mộng khẽ chấp là có thể lộ ra vô số dịu dàng, ngọt ngào, thi ý, cái mũi quý tộc lần, cao quý giống như nữ vương, môi hồng khẽ mở, nở nụ cười ngọt ngào, giống như ngàn vạn đóa hoa đào nở rộ con người đường khả hình trợn to, khiếp sợ nhìn người phụ nữ này và trang ngải lâm tuổi sắp xỉ nhau, cả người như bị đánh mạnh một cái, bên trong thân thể khàn giọng kêu gào, đây là mẹ của trang hạo nhiên sao? Chấm hỏi ngoặc kép, cả người cô thiếu chút nữa ngã sang một bên. Trang ngải lâm mặc váy ngắn màu bạc khác lạ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cũng không thèm nhìn tới người khác, cởi bao tay màu bạc, lộ ra ngón tay thon dài, chiếc nhẫn kim cương bằng chứng bổ câu lấp lánh rực rỡ. Chủ tịch Trang, Trang Phu Nhân, Đại Tiểu Thư, hoan nghênh trở về nước. Toàn thể lãnh đạo cấp cao hoàn cầu lại hướng về phía bọn họ cung kính khom lưng gật đầu chào hỏi. Người hai nhà từ từ tập trung vào một chỗ, đứng ở trước thảm tím. Đây là hình ảnh gia đình đoàn tụ đi chung với nhau nhiều năm trước, các lãnh đạo cấp cao hoàn cầu khó gặp được. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đồng thời đứng trước thảm tím, hướng về phía các trưởng bối cùng nhau khom lưng gật đầu, sau đó từng người đi về phía gia đình của đối phương. Di tưởng, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười hết sức rực rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Mạn Nghi, nhẹ đỡ cánh tay ngọc của bà, lập tức ngoan ngoãn lấy lòng cười nói, ồ, gì của con thật sự là 10 năm như một ngày, cũng chưa có một chút dấu vết tháng năm, vẫn dáng vẻ 18 tuổi như lúc ban đầu con mới vừa thấy gì. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, tất cả mọi người bật cười. Diệp Mạn Nghi cũng không nhịn tức giận, cười nói, ngày ngày nói nhảm, Tính cách này vẫn không có thay đổi. Con có thể gặp gì lúc 18 tuổi sao? Con hận không được là người tình đầu tiên của gì, còn nhớ rõ lúc con còn nhỏ, vừa nhìn thấy gì liền gọi Mạn Nghi, bị cha la mắng con mới dừng lại. Trang Hạo Nhiên cười lớn, kéo nhẹ hông của Diệp Mạn Nghi, giống như người tình. Diệp Mạn Nghi không nhịn được nở nụ cười, tay nắm nhẹ tay của anh nói, trở về nước lâu như vậy, cũng không tới gặp gì. Bây giờ lại để cho gì phải đích thân gặp con? Con muốn đi nha, nhưng chú sẽ mắng con, con sợ. Trang hạo nhiên thật sự rất đẹp trai, mè nheo. Tưởng vĩ quốc đứng ở một bên, chỉ lạnh lùng không nói lời nào. Tưởng thiên lỗi hết sức thân sĩ phong độ, lộ ra nụ cười ôn hòa khó được, đi tới trước mặt của ân Nguyệt Dung, hết sức cung kính, đỡ nhẹ cánh tay của bà, gọi nhỏ, gì. Biết gì hiếm khi trở về nước, hôm nay phải nên đi phi trường đón mới đúng. Ân Nguyệt Dung dịu dàng nắm nhẹ mờ u bàn tay của tưởng thiên lỗi lộ ra nụ cười dịu dàng quyến rũ, hết sức vui vẻ nói, dì biết con bể bộn công việc, không sao. Ôi chao, thiên lỗi càng ngày càng đẹp trai, nhìn thế nào cũng thích, khi đó con và như mặt ở chung một chỗ, dì vẫn rất ghen. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Dì trở về nước trong khoảng thời gian này, con tốt nhất ở bên cạnh dì, thích nhất cùng thiên lỗi ăn cơm tán gấu. Chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung nhìn tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói. Tốt, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười đáp lời, anh thật lòng thích Ân Nguyệt Dung. Chơi cờ vây với gì? Ân Nguyệt Dung nhìn Tưởng Thiên Lỗi lại làm núng. Tưởng Thiên Lỗi lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, hỏi, gì muốn thắng hay muốn thua? Gì muốn thắng được bất ngờ. Ân Nguyệt Dung lại nắm tay Tưởng Thiên Lỗi, làm núng. Biết rồi, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cười nói. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đỡ Diệp Mạn Nghi đi về phía trước mới giả vờ tức giận cười nói, nào có ai như mẹ chứ. Ngày ngày muốn người ta nhường cờ. Còn cách mẹ xa một chút, đầu mẹ bị choáng. Ân Nguyệt Dung rất thích tưởng thiên lỗi, tựa vào bên cạnh anh, đã cảm thấy rất thoải mái. Tưởng Vĩ Quốc cùng trang tính vũ dẫn đầu, thấy người hai nhà chung đụng hài hòa, cũng không nhịn được mỉm cười, đang muốn cùng nhau đi vào trong. Hả, trang tính vũ mỉm cười dừng bước lại, hơi nghi ngờ nhìn đám người xung quanh mọi người cùng nhau ngạc nhiên dừng bước lại hỏi chuyện gì tưởng vĩ quốc cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn ông hỏi có chuyện gì trang tính vũ mỉm cười nhìn mọi người nói tôi mới vừa xuống máy bay không phải đã căn dặn sao bảo khả hinh tới gặp tôi hiện tại cô ấy đâu sắc mặt của tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời hơi thay đổi tất cả lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu rối rít nhìn nhau nghĩ tới cô gái kia đã đi đâu tiêu đồng đứng ở trong đám người Nghe được Trang tính vũ gọi đường Khả Hinh, cô lập tức xoay người, căng thẳng nói, Khả Hinh, mau, chủ tịch Trang tìm cô, chấm ngoặc kép, cô sướng sờ, nhìn bên cạnh không khí, kinh ngạc nghĩ cô ấy đi đâu rồi. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, thân thể co lại, vỡ mật từng bước từng bước lặng lẽ lui về phía sau, biến mất ở trong đám người, chết cũng không muốn vào lúc này gặp Trang Tĩnh vũ, vốn là mình gây chuyện đã nhiều, thật sự không muốn bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió người khác thì không sao, ân Nguyệt Dung vừa nghe đến tên của Khả Hinh, bà lập tức buông tay tưởng thiên lỗi ra, ánh mắt sáng lên, thật căng thẳng nhìn khắp xung quanh. Có chuyện gì, quan trọng hơn người hai chúng ta nhà đoàn tụ. Cũng chỉ là nhân viên nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nói. Tôi lập tức muốn gặp đứa bé này. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ lại nhàn nhạt, nhạt nói lên yêu cầu, căn dặn tiêu đồng. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép tiêu đồng thật căng thẳng từ trong đám người đi ra, cung kính đứng trước mặt của Trang Tĩnh Vũ. Lập tức, chấm ngoặc kép, Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt, nhạt mỉm cười căn dặn, bảo Khả Hinh tới gặp tôi. Chấm ngoặc kép, à, vâng, tiêu đồng không dám nói nhiều, lập tức xoay người căn dặn trợ lý đi tìm đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, từng bước từng bước, thừa dịp có vài người không biết mình, nắm chặt túi sách, đang muốn thối lui khỏi đám người, muốn xoay người đi tới phía sau khách sạn. Khả hinh, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng đang muốn cùng bọn an an đi tìm cô, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ đong đưa đang đi phía trước giống như kẻ trộm, cô mắt tinh, gấp gáp gọi nhỏ, khả hinh. Chấm than ngoặc kép, thân thể đường khả hinh lập tức cứng ngắc, ngẩng đầu lên, con người trừng to, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy thân thể từng cơn rét run. Người hai nhà tưởng, trang theo tiếng kêu gọi nhìn sang. Các lãnh cấp cao hoàn cầu cũng lập tức tránh ra một lối đi rộng thanh thang nhìn bóng lưng đường khả hình run rẩy chương 609, thay quần áo. Trang tính vũ dẫn đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu màu đen, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ vui vẻ, nhẹ nhàng gọi, khả hình. Ánh mắt tưởng vĩ quốc ngưng tụ, nghe tiếng gọi thân thiết hiền hòa như thế, có chút trí nhớ giống như bị sốc mở, cũng mang theo một chút không tin nổi nhìn bóng lưng phía trước. Ân Nguyệt Dung giống như cô tiên, trong lòng mang theo nghi ngờ kinh ngạc, căng thẳng mong đợi, buông tay tưởng thiên lỗi ra bước lên phía trước một bước nhìn tròng chọc bóng lưng kia tâm trạng giống như sóng to gió lớn tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hai người cũng đứng ở một bên ngẩng đầu lên nhìn tới trước hai mắt cũng lộ ra ý định của mình toàn bộ người xung quanh cũng rối rít tò mò nhìn tới trước đường khả hinh lập tức lúng túng cảm giác mình giống như con khỉ đột trong vườn thú đứng ở trong đám người bị người ngắm làm cho cả người ngứa ngáy sau lưng đổ mồ hôi đầm đìa nắm chặt túi sách, cắn chặt môi dưới không dám nhúc nhích. Trang tính vũ lại lộ ra nụ cười, nhìn bóng lưng nho nhỏ, lại kích động kêu nhỏ khả hinh Đường khả hinh nghe tiếng gọi như thế, lại cảm thấy chán nản, biết mình chạy không thoát, chỉ đành run rẩy lảo đảo, từ từ xoay người, đỏ mặt nhìn về phía trước tất cả các chủ tịch và phu nhân. Ánh mắt của ân nguyệt rung sáng lên, nhìn phía trước có một cô gái nhỏ, mặc áo thun màu đen, quần váy màu đen rộng rãi, Cần cổ quấn khăn quàng cổ nhỏ màu trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại khoác qua vai, đôi mắt to long lanh linh động, lóe ra ánh sáng dịu dàng mà hiền lành, lỗ mũi thật cao, cánh môi hình cung hết sức đẹp mắt, giống như đóa hoa anh đào, lộ ra một chút màu đỏ nhạt, khẽ mím, bất cứ lúc nào cũng lộ ra phong cách rất đáng yêu. Tay của bà lập tức đè chặt lồng ngực của mình, ép buộc mình nén xuống cảm xúc kích động, nhìn cô gái nhỏ dễ thương trước mặt, trên mặt lại không dám lộ ra ý nghĩ mừng như điên vẻ mặt muốn cười lại không dám cười vẻ mặt cứ uốn éo hai bên trang tính vô cũng kích động nhìn đường khả hình trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười kích động vui mừng diệp mạn nghi đứng ở một bên hai mắt lập tức ngưng tụ phát hiện cô bé trước mắt có mấy phần quen thuộc ân nguyệt dung cũng không nhịn được nữa lập tức nắm nhẹ túi sách ngọc trai của mình muốn như tiên nữ muốn nhào lên phía trước mẹ chấm than ngoặc kép trang ngải lâm muốn đưa tay kéo bà ra sau không để cho bà phải mất mặt. Bất đắc dĩ, ân Nguyệt Dung đã cất bước như bay, rất kích động, rất giống như đã tìm cô ngàn vạn năm, lập tức đi tới trước mặt của đường khả hình, nắm nhẹ tay của cô, nở nụ cười như hàng ngàn đóa hoa lê, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô gái nhỏ ngọt ngào hiền lành, rất đáng yêu, vui mừng gọi nhỏ, khả hình. Đường khả hình nghe tiếng gọi như thế, sững sờ ngẩng đầu, lại nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp giống như mới hơn 30 tuổi, rất khoan cao quý, trang nhã dịu dàng, ngọt ngào động lòng người. Bây giờ cô không có biện pháp tưởng tượng bà là mẹ của Trang Hạo Nhiên, chị gái cũng cảm thấy giả rồi. Trong lúc nhất thời cô không biết bày nét mặt gì, chỉ đành phải lúng túng rất miễn cưỡng cười đáp vâng. Chấm ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung nghe giọng nói ngọt ngào như thế, bà giống như lập tức bị say rồi, càng nhìn người con dâu này, càng hài lòng, cười rất đáng yêu, nói, "Nói cho gì biết, con thật không biết bơi lội sao?" À, Đường Khả Hinh nghe hỏi vậy, trợn tròn mắt trang ngải lâm bất đắc dĩ vươn tay nhắm mắt lại nhẹ chống chán thở dài vẻ mặt trang hạo nhiên không có biện pháp nhìn mẹ mất mặt thở dài tưởng thiên lỗi cũng nghi ngờ sửng sốt không biết bơi sao ân nguyệt dung lại dịu dàng ôn nhu hỏi giống như sợ dọa trái tim nhỏ này con con chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình đỏ lên hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh nói con con không biết chấm ngoặc kép ân nguyệt dung thở dài thật vui vẻ cười nói, không hề gì, trong khoảng thời gian này gì vẫn rất cố gắng học bơi lội, cũng học sắp xong rồi, sau này chúng ta tuyệt đối không nhắc tới vấn đề khó khăn này nữa, thật ra rõ ràng giải quyết cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, bà nói xong cũng đã cười đến hít mắt, dắt cô gái nhỏ này đi về phía trước nói, đi, dì dẫn con đi gặp tất cả người lớn. À, lúc này đường khả hình hoàn toàn sửng sốt, sững sờ nhìn người mẹ trẻ tuổi này, suy nghĩ xem bà muốn làm gì bây giờ trang ngải lâm nhìn không nổi nữa ở sau lưng chọc em trai một cái nói nhanh mau ngăn cản mẹ của cầy tránh để bà mất mặt xấu hổ trang hạo nhiên nghe vậy lập tức thật căng thẳng tiến lên mới chuẩn bị gọi mẹ con cút ngay ân nguyệt dung kéo đường khả hinh giống như một trận gió thổi qua bên cạnh trang hạo nhiên đầu tiên là đi tới trước mặt chồng của mình rất vui mừng giới thiệu nói khả hinh mau gọi chú trang đi chú trang trong cổ họng đường khả hinh giống như nuốt một con cóc chết nuốt không vào được sượng mặt rốt cuộc không thể nhịn được trộm quay đầu liếc về phía trang hạo nhiên dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì chấm hỏi ngoặc kép chấm trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô không thể làm gì khác hơn là cười khổ đồng tình khả hinh chấm than ngoặc kép trang tính vũ hết sức vui vẻ gọi cô a à, đường khả hinh đứng ở trước mặt của đám người khuôn mặt thật đỏ bừng cả người đổ mồ hôi hột chỉ đành nhắm mắt khẽ gật đầu gọi chú Trang chú Trang chấm ngoặc kép tốt tốt chấm ngoặc kép Trang tính vô kích động ẩn nhẫn nhìn Đường Khả Hinh cô gái nhỏ này khi còn bé thật sự khéo léo hôm nay rốt cuộc trưởng thành mới vừa muốn tiến lên nói chuyện tình cảm nhiều năm Ân Nguyệt Dung đã dắt Đường Khả Hinh đi tới trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc lại thích thú vui vẻ giới thiệu nói Khả Hinh mau gọi chú Tưởng chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh như bị sét đánh khắp người đều là mồ hôi lạnh nếu như không phải bởi vì ân Nguyệt Dung, có thể cả đời cô cũng sẽ không có cơ hội gọi tưởng vĩ quốc bằng chú. Cô thở dài một hơi, chỉ đành phải nhắm mắt gọi nhỏ chú. Chú, chú tưởng, chấm ngoặc kép. Tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không vui. Tưởng vĩ quốc, thu lại vẻ mặt thiên lôi của ông đi, dọa hỏng bảo bối của tôi, cho dù ông chồng hoa đào mấy đời cũng không trồng ra nửa khuôn mặt của cô ấy. Chấm ngoặc kép, ân Nguyệt Dung là người duy nhất dám mắng tưởng vĩ quốc. Tưởng Vĩ Quốc nghe vậy, trầm mặt ho khan một tiếng. Đừng để ý tới chú tưởng của con, ông ta chính là lão già làm người ta chán ghét. Ân Nguyệt Dung lại cưng chiều nhìn đường khả hình, dẫn cô đến trước mặt của Diệp Mạn Nghi, mới cười nói, tới đây, gọi gì Diệp? Chấm ngoặc kép. Đường khả hình bị buộc bất đắc dĩ đi tới trước mặt của Diệp Mạn Nghi, khẽ thở một hơi, mới căng thẳng gọi nhỏ, gì Diệp? Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, từ trước đến giờ rất coi trọng mẹ mình, cũng có chút căng thẳng nhìn biểu hiện của đường khả hình. Diệp Mạn Nghi im lặng không lên tiếng, hơi có mấy phần nghi ngờ nhìn đường khả hình. Mạn Nghi, chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung nắm chặt tay đường khả hình, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, thật sự vui vẻ cười nói, nhìn bảo bối nhỏ của tôi xem, đáng yêu không? Bà nhìn mắt của cô ấy một chút, lỗ mũi này, miệng này. Thật giống tôi như đúc. Phốc, trang ngải lâm hết sức mất mặt cúi đầu, bởi vì ân nguyệt dung vẫn cảm thấy mình và em trai không phải bà sinh ra bây giờ diệp mạn nghi không có biện pháp nhìn người bạn thân này hơi lộ ra cao ngạo mỉm cười nói cô ấy cũng không phải là bà sinh ra làm sao giống bà như đúc chứ cô ấy quả thực giống tôi như đúc cùng tôi một khuôn in ra đấy bà cũng không biết cô ấy giơ tay làm dấu yêu rất đáng yêu chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung lại nở nụ cười như hoa lê rất đáng yêu nâng cao giọng hơi cường điệu một chút mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh, trong mắt đã không có người khác, chỉ kích động nhìn cô nói: "Khả Hinh, con ăn điểm tâm chưa?" "Ăn rồi." chấm ngoặc kép, cô sợ bà muốn mình cùng ăn chung với bà, cô có loại dự cảm này rất mãnh liệt. "Ăn rồi thì tốt rồi." chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung lập tức cười nói: "Chúng tôi đã dùng điểm tâm trên máy bay, đang muốn nói nếu như con chưa ăn, để cho con đi ăn điểm tâm trước đấy." Hiện tại vừa đúng lúc, cùng mấy chú và dì đến trên lầu ngồi một chút dì mang về cho con trà Bungary tốt nhất, còn có mấy bộ trang sức, xe của con sẽ lập tức trở về từ nước Anh, con cũng không biết, bộ áo ngủ kia rất đáng yêu, dì mua một khu vườn ô lưu ở nơi này cho con, tương lai con làm trung tâm chăm sóc ra, có thể làm ở trong vườn ô lưu. Đi, chấm ngoặc kép, ân Nguyệt Dung nói chuyện không có đầu đuôi, nghĩ cái gì liền nói ngay, hận không được móc hết ruột gan cho đường khả hình, liền dắt cô vui vẻ đi vào trong. Chuyện này, chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật có khổ không nói ra được, bị ân nguyệt sung kéo đi vào trong như vậy, vừa đi vừa quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, trợn mắt cầu cứu. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài. Vợ của ông làm gì vậy? Tưởng Vĩ Quốc không nói nên lời, nhìn Trang Tĩnh Vũ. Trang Tĩnh Vũ đứng ở một bên, bất đắc dĩ cười nói, bà ấy luôn luôn như vậy, mọi người cũng không phải không biết. Chấm ngoặc kép, vốn mặt mũi của bà ấy đã không có biện pháp phát triển ông không thể để cho đầu óc của bà ấy phát triển một chút sao đời này tưởng vĩ quốc sợ nhất chính là ân nguyệt dung từ trước đến giờ bà làm việc không có lý do không có nguyên nhân nghĩ muốn làm sẽ đi làm cố tình có một trang tính vũ tên siêu cấp thương vợ chấp nhận bà trang tính vũ bật cười nói nhưng nếu như đầu của bà ấy phát triển mặt của bà ấy không phát triển đây không phải là rất khủng bố sao ông chấm ngoặc kép tưởng vĩ quốc thật sự hết nói, nhìn ông. Diệp Mạn Nghi không có cách nào, nhưng vẫn có chút bất mãn nói lên ý kiến của mình, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là gia đình đoàn tụ, có người ngoài thích hợp sao. Khả hình không phải người ngoài. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ nói một câu hai nghĩa, vỗ nhẹ bả vai tưởng vĩ quốc, cùng ông nở nụ cười đi vào khách sạn. Không phải người ngoài, chẳng lẽ là cô dâu con trai của ông sao? Tưởng vĩ quốc cười trêu chọc ông, cũng đi vào. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, cũng bất đắc dĩ muốn đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng đứng ở một bên, nắm chặt cánh tay của anh, gọi Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ quay đầu, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, trong mắt hơi híp nói, mẹ của cậu. Sẽ không đánh chủ ý với khả hình chứ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vẻ mặt lộ ra khó xử, hết sức xin lỗi nhìn anh, cười khổ. Tưởng Thiên Lỗi chợt sửng sốt. Khả Hinh, ân Nguyệt Dung vừa dắt đường Khả Hinh đi vào trong, vừa nhìn cô, nhờ mắt cười nói, có lẽ con không biết, người hai nhà họ trang chúng ta và nhà họ tưởng, thật lâu cũng không có tụ chung một chỗ, lần này khó được trở lại, cho nên từ buổi trưa đến tối, đều có bữa tiệc khác nhau. Chờ một lát nữa, nhà hai chúng ta đến buổi trà trưa, sẽ đi câu lạc bộ họp mặt bạn cũ. Chấm ngoặc kép. À, vâng, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh ngạc nhiên lắng nghe ân Nguyệt Dung nói, vẻ mặt lộ ra khó xử, ngây ngốc đáp, có chút không hiểu. Cho nên, chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung giống như mẹ dạy con gái, nói cách con ăn mặc, tham gia buổi gặp mặt gia đình là không hợp, càng không cần phải nói đến bữa tiệc tối, gì dẫn con đi thay quần áo trước. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình đã bị toàn bộ sự việc dày vò không sai biệt lắm, không có nghe rõ, ngây ngốc suy nghĩ những lời này, thay quần áo. Thay quần áo, cô đột nhiên kinh hãi nhìn ân nguyệt dung kêu lên, cái cái gì? thay quần áo, chấm hỏi ngoặc kép. Đúng vậy, cùng đi với gì, ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền dắt cô đi tới một con đường khác. chương 610, tất cả đều là của con. Đường khả hình không có ý thức được, đây là một cuộc gia đình đoàn tụ như thế nào. Trong quá khứ, cái gọi là cách ăn mặc của mình chẳng qua cũng chỉ là đến cửa hàng trang phục đặc biệt, để cho nhà thiết kế nổi tiếng sửa sang lại cho mình một chút. Nhưng cô không hiểu cái gì gọi là xã hội thượng lưu thật sự, cả người đường khả hinh ngây ngốc bị ân nguyệt dung kéo đi phòng tổng thống tầng chót nhất khách sạn á châu không gian nhìn giống như phòng tổng thống của trang hạo nhiên thế nhưng phòng tổng thống này khắp nơi là màn lụa và rèm che màu tím mộng ảo còn có thể nhìn thấy ban công mở rộng bố trí bàn ăn và nến vàng tinh khiết theo phong cách hoàng thất trong phòng khách người giúp việc và quản gia nước anh đi theo đang bước nhẹ nhàng im lặng bận rộn một nữ quản gia trẻ đoan trang xinh đẹp chỉ huy tất cả người giúp việc Mở 27 cái tủ sắt ra, từ bên trong thật cẩn thận bưng ra đồ trang sức vô giá, từng phần từng phần đi tới phòng trang điểm. Đường khả hình xứng sở nhìn đồ trang sức này, chứng bổ câu nhỏ nhất tối thiểu cũng có 10 ca la. Thích không, ân nguyệt dung cách xa những người phiền toái, biểu hiện trên mặt lập tức phong phú hơn, nhìn đường khả hình, trong mắt lấp lánh, lộ ra nụ cười kích động và vui mừng. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình xứng sở vừa liếc nhìn còn có vô số nhân viên làm việc tiếp tục mang tủ sắt đi vào trong, mở ra từng cái từng cái, tất cả đều là đồ trang sức đủ loại kiểu dáng, riêng loại nhẫn chứng bổ câu từ nhỏ đến lớn, tràn đầy một hộp, cô vẫn còn đang mơ hồ hỏi thích. Thích cái gì? Những thứ trang sức này, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung ngẩng mặt bật cười, suýt chút nữa đem con dâu bé nhỏ đường khả hinh bỏ vào trong miệng ngập. Chuyện này, chuyện này, rất đẹp mắt, chấm ngoặc kép, đường khả hinh vẫn như nằm mơ đi trên mây thích là tốt rồi tất cả những thứ này đều là của con ân nguyệt dung giơ tay híp mắt cười nói a à, chấm than ngoặc kép đường khả hình khiếp sợ nhìn ân nguyệt dung kêu lên nói gì nói cái gì gì nói những thứ này đều là của con chấm hỏi ngoặc kép đúng vậy tất cả đều là của con ân nguyệt dung thuận tay cầm một cái kẹp tóc kim cương hình bươm bướm xanh mỉm cười nhìn hai viên kim cương đen ở giữa cánh bướm mỉm cười nói đây là kim cương đen có một không hai trên thế giới con mắt trên bươm bướm là báu vật truyền đời nhà chúng ta, tối nay. Liền lấy nó làm chủ để đi. Vâng, chấm than ngoặc kép, phòng tổng thống, to lớn gần ngàn vuông, tất cả người giúp việc nghe theo lời này, lập tức khom lưng, hiểu ý. Gì, chấm than ngoặc kép, đường khả hình sợ choáng váng, điên cuồng gọi bà. Gọi mẹ, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt sung nhìn cô, mỉm cười ra lệnh. Mẹ, hôm nay đường khả hình thật muốn phát điên, hoảng sợ đến đỏ mặt cuồn cuộn, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, nhìn từng đống đồ trang sức, tiếp tục mang vào bên trong, cô cũng không biết gian phòng trang điểm này rốt cuộc có chỗ để hay không, cô lập tức thật sợ hãi nhìn ân Nguyệt Dung nói, gì? Con cảm ơn ý tốt của gì? Nhưng con không thể tiếp nhận những thứ này, con không có lý do gì tiếp nhận những thứ này. Làm sao con không có lý do gì? Chấm hỏi ngoặc kép, ân Nguyệt Dung giơ tay lên, ngay lập tức nhận lấy điện thoại màu trắng, chậm rãi mở ra, cũng đã nhìn thấy tấm hình chụp ở Cambridge, dơ cho đường khả hình cười nói, xem một chút. Đây là ai? Đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại di động, rõ ràng chính là hình mình và trang hạo nhiên đứng ở dưới gốc cây táo dơ ngón tay dấu yê, cô trợn tròn mắt. Con chụp tấm hình này, có phải muốn cho mẹ xem hay không? Ân Nguyệt rung giống như dụ dỗ đứa bé mẫu giáo, hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình sướng sở nhìn mình trong tấm hình, dơ ngón tay hình kéo, xúc vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, cười rất ngọt, cô lập tức thất thần. Mẹ Trang lập tức thu tấm hình lại, mỉm cười nói tấm hình này rõ ràng là muốn cho mẹ nhìn có đúng không. Mẹ rất ưa thích, mẹ rất yêu thích không biết đến cỡ nào. Con là cô gái giơ tay làm dấu yêu đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế giới này, tại sao con đáng yêu như thế chứ? Mẹ thật, mẹ thật thích, chấm than ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung nói xong, thậm chí vươn tay nâng chặt mặt của đường khả hình, thật thích thật thích nói, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ để lại cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Từ nay về sau, con ăn uống mặc, mẹ mời chuyên gia để ý cho con. Dì, đường khả hình thật muốn điên rồi, lập tức muốn khóc nói, dì hiểu lầm rồi. Con và Trang Hạo Nhiên thật sự không có chuyện gì, chấm than ngoặc kép. Ân Nguyệt dung sướng sờ, nhìn cô, sắc mặt hơi thu lại, rất mơ hồ hỏi con nói cái gì. Con và Trang Hạo Nhiên không có một chút quan hệ nào. Dì hiểu lầm rồi đường khả hình muốn thoát chỗ này cô phải lập tức đi khỏi nơi này lập tức ân nguyệt dung giống như có chút bị thương nhìn cô sâu kín hỏi ý của con là con chán ghét hạo nhiên nhà mẹ a à, không có không có chấm ngoặc kép đường khả hình cảm giác trái tim của mình nhảy thình thịch mặt của ân nguyệt dung lập tức sáng lên rất lạc quan rất vui vẻ nói vậy là được rồi không ghét thì chính là thích nha à con người đường khả hình lại rất ra thật không hiểu bà hiểu vấn đề này như thế nào. Cô đứng ở chỗ này, giống bị kim châm, thật khó chịu nói thế nhưng cũng không phải là. Chấm ngoặc kép. Trên thế giới này, nhanh chóng có được tình yêu, làm sao biết quý trọng. Ân Nguyệt Dung hết sức lãng mạn chắp tay, mỉm cười nhìn đường khả hinh, rất phóng khoáng cảm động nói, bây giờ các con chưa có tình yêu, có thể để cho tình yêu từ từ sinh ra, giống như trồi non mùa xuân, anh nhìn em, em nhìn anh, từ từ lộ ra mập mờ, nghĩ tới cũng làm người ta tim đập nhanh. Trời à, mẹ thật sự may mắn, cuộc đời của chúng ta luôn sống trong tình yêu và hy vọng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn, em gái, trẻ tuổi này, cô như được tưới nước biển Thái Bình Dương. Đến đây, vào đi, xem xem quần áo từ anh và Paris mẹ mang về cho con, tuần sau, mẹ tìm 17 nhà thiết kế thời trang cho con còn chưa tới, tùy tiện mặc trước đi. Chấm ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung lập tức muốn kéo tay Đường Khả Hinh, tiến vào phòng trang điểm. Đường Khả Hinh lập tức kéo tay của bà xuống. Ân Nguyệt Dung sửng sốt quay mặt sang nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt mộng ảo sáng lên, dịu dàng hỏi, "Bảo bối của mẹ, con còn có yêu cầu gì?" "Gì?" Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, hết sức nghiêm túc nhìn Ân Nguyệt Dung, nghiêm túc nói, "Con nghĩ gì hiểu lầm rồi, con và Trang Hạo Nhiên thật không có chuyện gì, xin gì đừng đối với con tốt như vậy." nhưng con vẫn muốn cảm ơn ý tốt của dì, tất cả những thứ này con không thể nhận. Tạm biệt, con còn phải trở về làm việc, chấm than ngoặc kép. Cô không nói hai lời, ngay lập tức xoay người, mới vừa muốn bước ra cạnh cửa, nhưng hai mắt sững sờ, giống như mới vừa rồi không có nhìn lầm. Nhưng nhìn lầm rồi chứ, cô lại có chút hoảng sợ, lặng lẽ, lặng lẽ xoay người, liếc về phía ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung đã đứng ở trước mặt của mình, giống như tiên nữ bị thương, hai mắt rưng rưng nhìn cô, rất buồn bã, rất đáng thương. Đường khả hình lập tức hoảng sợ, giật mình không nhẹ, lập tức xin lỗi xoay người, đi tới trước mặt của ân Nguyệt Dung, trời xanh hiếu thuận thật sự là không chịu nổi, cô thở gấp một hơi, bây giờ không có biện pháp, liền không hề do dự quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ, gọi, gì, gì đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lập tức nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, rất khổ sở hỏi, bảo bối, con thật sự chán ghét gì như vậy sao? bây giờ đường khả hình không có biện pháp chỉ đành phải lắc đầu một cái khổ không thốt nên lời ân nguyệt dung lập tức cười vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói không ghét là được rồi không ghét chính là thích nha đường khả hình dở khóc dở cười theo như cách nói của bà trên thế giới này không có bất kỳ người nào từ chối bà được bởi vì bà không hỏi cô có thích bà hay không bà hỏi cô có ghét bà hay không đến đây hãy nghe mẹ đi một buổi tối con sẽ thích ứng chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung không nói hai lời kéo đường khả hình đi qua, phòng tổng thống, xa hoa, xoay người đi qua một phòng khách nhỏ cảnh biển trong suốt, lập tức mở ra phòng trang điểm gần 200 mét vuông, nhất thời bên trong bầy đầy kim cương, ánh mặt trời phản chiếu, lấp lánh nhìn rất chói mắt. Ánh mắt của đường khả hình cũng không nhịn được híp lại, sau khi tiếp nhận tia sáng màu hồng trong phòng trang điểm, cô lập tức nhìn thấy ít nhất có gần 1.000 bộ lễ phục rực rỡ, dùng kiểu hình tròn, hình tròn bày ra trước mặt của mình, theo máy móc chuyển động rất nhịp nhàng. Cô trợn to hai mắt, ngây người. Con nhìn mẹ chọn lễ phục cho con đi, thích không? Trang phu nhân nhẹ nhàng bưng cái chung huyết hiến hầm cách thủy từ nữ quản gia người Anh, nhẹ mở nắp ra mỉm cười hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi nhìn hàng loạt lễ phục giá trị xa xỉ, còn có đồ trang ngải lâm mua cho mình lần trước. Cô sướng sờ nói, những quần áo này, con mặc mấy năm cũng mặc không xong, chấm ngoặc kép. Ân Nguyệt Dung nhận lấy cái muống, nhìn đường khả hinh ngạc nhiên cười nói, toàn thế giới nhiều quần áo như vậy, không phải muốn chúng ta mặc hết tất cả, mẹ chuẩn bị cho con nhiều như vậy, là dùng để cho con chọn lựa. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hinh sợ hãi kêu tiếng, nhớ tới mình sống rất vất vả, xa xỉ như vậy, thật muốn bị xét đánh. Tới đây, chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, mỉm cười múc chè huyết yến, đưa đến bờ môi cô, nói uống đi. Trước khi mẹ trở về nước cũng đã căn dặn phòng bếp trong nước dùng huyết yến thượng đẳng nhất hoàng thất thái lan hầm cách thủy cho con, phải bảo dưỡng thân thể, quá gầy. Tương lai sinh con, thân thể sẽ rất mệt mỏi thì sao? Gì, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn bà, muốn khóc. Uống đi, ân nguyệt dung không nói hai lời, lại múc trẻ yến đưa đến khóe miệng đường khả hình. Đường khả hình nhìn cô, bất đắc dĩ, chỉ đành phải uống. Như vậy mới ngoan, đây mới là con dâu của mẹ, người đâu, mở hình lên, ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền căn dặn quản gia. Quản gia lập tức vâng lời, sau đó mở màn hình trong phòng trang điểm, đột nhiên xuất hiện xe thể thao nổi tiếng và quý giá toàn thế giới, có màu đỏ, vàng, xanh, đen, bạch kim, tất cả đều bày ra rất rực rỡ, bất kỳ một chiếc nào đều hơn 300 triệu trở lên, ngay cả chiếc kia Audi Pipe của trang hạo nhiên cũng lọt vào danh sách nổi tiếng trên mặt đường khả hình dịn mồ hôi, nhỏ xuống từng giọt, cô sắp hóa đá, hoảng sợ đến nói không ra lời. Ân Nguyệt Dung mỉm cười nhìn đường khả hình, nói, mẹ đã mua trước cho con một chiếc ron Royce nhỏ màu trắng của Đức, nhưng con gái làm sao có thể chỉ có một chiếc xe. Nơi này có 20 loại xe thể thao, con thích loại nào, mẹ lập tức để cho người đặt cho con, nếu như thích toàn bộ, mẹ mua hết cho con. Lồng ngực đường khả hình muốn nổ tung, đời này cũng không có chịu đựng kinh sợ như vậy. Bà chủ, nữ quản gia trẻ tuổi mỉm cười đi tới, nhìn ân Nguyệt Dung nói, điện thoại của bà, dường như là công tước phu nhân gọi tới. Chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, ân Nguyệt Dung để trẻ tổ yến xuống, nhìn đường khả hinh mỉm cười nói, bảo bối, con từ từ chọn, mẹ đi ra ngoài nhận điện thoại, bởi vì mẹ đã nói với công tước phu nhân, phải về nước gặp con dâu, khẳng định bà ấy muốn có cơ hội gặp con. Có thời gian, chúng ta cùng nhau trở về nước Anh cùng Vương Phi uống trà trưa chấm ngoặc kép, người bà đã đi mất rồi. Thân thể đường khả hình nhẹ tinh, mặt không lộ vẻ gì, cảm giác mình có thể đi chết rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 610